chương 1 Bắt đầu tiếp khách Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Cuối tháng 8, trời nắng chang chang, nhiệt khí ngưng kết cùng một chỗ, dinh dính buồn bực nóng nảy. Mãi cho đến trước khi vào học mấy ngày, mấy trận mưa rào quay đầu dội xuống, nhiệt độ không khí hơi hàng mấy chuyến. 2 giờ rưỡi xế chiều. Lâm ngữ kinh đứng tại thương trường cửa, nhìn xem bên ngoài nước mưa lốc bốt nện ở bằng phẳng phiến đá trên mặt đất, nhảy lên bọc nước, văn đứng bên ngoài bên cạnh người dày thấm ướt. Đợi 10 phút, mưa rơi không giảm. Lâm ngữ kinh một tay mang theo mua sắm túi lật ra điện thoại, xác nhận không có điện báo cùng tin tức, đi đến nơi hẻo lánh bên trong to lớn cửa thủy tinh trước, cái túi treo ở trên cánh tay, hai cánh tay ngón trỏ cùng ngón cái phân biệt đối cùng một chỗ, sau cái máy ảnh lấy cảnh khí khoanh tròn dơ lên trước mặt, đóng lại một con mắt. Cao lầu sang sát, thương trường cao ốc cách con đường tương vọng, cửa hàng bán lẻ mở ra phong cách khác nhau mặt tiền cửa hàng, phố đối diện Starbucks to lớn tiêu chí bị mưa to ngâm, xanh lục mỹ nhân ngư giống như là chìm vào đáy biển, toàn bộ hình tượng đều lộ ra một cổ ướt sủng, tối tăm mờ mịt phồn hoa. Lại quen thuộc vừa xa lạ hoàn cảnh. Lâm ngữ kinh là hai ngày trước mới đến A Thị. Ba tháng trước, nàng chứng kiến Lâm chỉ cùng mạnh vĩ quốc dây dưa nhiều năm cuộc sống hôn nhân rốt cục đi đến cuối con đường. Hai người ly hôn trước còn đánh một trận, bởi vì Lâm Ngữ Kinh quyền nuôi dưỡng. Lúc ấy 6 giờ tối nữa, quyết định ly hôn ngày thứ hai, ba người ngồi tại trước bàn ăn ăn các nàng một nhà ba người cuối cùng một bữa cơm, từ phòng ở tài sản nhà xe nói đến Lâm Ngữ Kinh, Lâm chỉ biểu lộ toàn bộ hành trình rất bình tĩnh, mang theo một loại chết lặng lạnh lùng. Ở bộ phòng này về ngươi, xe ta cũng không cần, hài tử ngươi mang đi mạnh vĩ quốc lúc đầu nghe thấy nửa câu đầu thời điểm là hài lòng nửa câu sau vừa ra tới hắn nhíu mày lại cái gì gọi là hài tử ta mang đi lâm chỉ có chút không kiên nhẫn ta không có thời gian quản cái gì gọi là ngươi không có thời gian quản ngươi không có thời gian ta liền có thời gian ngươi rất có a à, lâm chỉ cười lạnh một tiếng cơm chùa ăn nhiều năm như vậy làm sao lắp đặt người bận rộn rồi mạnh vĩ quốc trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng, thẹn quá hóa giận trừng mắt nàng, hít một hơi thật sâu bình phục cảm xúc. Lâm chỉ, hôm nay mọi người tốt tụ tốt tán, ta không muốn cùng ngươi ồn ào, hy vọng chúng ta có thế tôn trọng lẫn nhau. Lâm chỉ nhớ mày. Làm sao, hiện tại nhớ tới cùng ta đàm tôn trọng. Ngươi khi đó ở rễ đến nhà chúng ta thời điểm ta làm sao không nhìn ra ngươi muốn cái này mặc đâu. Mạnh vĩ quốc không thể nhịn được nữa, phanh một tiếng hung hăng vỗ xuống bàn, người đứng lên. Lâm chỉ cũng theo sát lấy đứng lên, chiến tranh kèn lệnh bị thổi lên, hai người bắt đầu hôn thiên ám địa ồn ào, trên bàn đồ ăn đồ ăn bị ngã cái bảy tám phần. Lâm ngữ kinh bắt chéo hai chân, dùng đũa đâm chính mình trong chén cơm trắng, cứ như vậy chống đỡ cái cầm nhìn xem hai người bởi vì hài tử về ai quản chuyện này bộc phát ra một vòng mới cãi lộn, thậm chí không e dè, liền ở trước mặt nàng bắt đầu lẫn nhau từ chối giống như nàng là con chó, nghe không hiểu tiếng người, không ai để ý, cảm xúc cũng căn bản không cần bị chiếu cố. Mạnh vĩ quốc là ở rễ. Lâm chỉ nhà đời thứ ba từ thương, giàu đến chảy mở, mạnh vĩ quốc cùng với nàng là bạn học thời đại học, nông thôn thi được trong thành, học giỏi, biết ăn nói nhưng lại điệu thấp, mà lại dáng dấp rất đẹp trai. 18-19 tuổi thiếu niên, mặt tắm đến trắng bệt bông vải áo thun, hình dạng thanh tuyển, dáng người thẳng tắp, nhìn cao ngạo mà anh tuấn bị nam sinh như vậy theo đuổi không có cái cô nương kia sẽ không tâm động lâm chỉ cũng không có ngoại lệ học sinh nghèo cùng thiên kim tiểu thư yêu đương kết hôn kết cục cũng không nhất định đều là tốt từ lâm ngữ kinh có ký ức lên ba ba cùng mụ mụ thật giống như cùng nhà khác không đồng dạng nàng nhìn ra được lâm chỉ đối mạnh vĩ quốc đã chán ghét thấu đối cái này nam nhân cực đoan chán ghét ngay tiếp theo mài đi mất nàng đối với mình hài tử còn sót lại một điểm yêu thích. Lâm ngữ kinh lúc đầu coi là, nàng bị phụ mẫu xem như gánh vác muốn vứt bỏ thời điểm sẽ có chút khổ sở. Nhưng mà thật thấy cảnh này, nàng cảm giác gì đều không có. Tựa như là một hơi xử lý một thùng dầu vừng cái gì, đầu lưỡi đầu óc đều ma đến nửa điểm tri giác không có, một rơi mất. Mạnh vĩ quốc không có kiên trì cùng lâm chỉ thư kiện. Lâm chỉ người nhà mạch bối cảnh tiền mọi thứ đều có, hắn đi cứng đối cứng hoàn toàn đó là một con đường chết. Cuối cùng Lâm ngữ kinh về hắn, Lâm chỉ mỗi tháng cho nàng đánh cố định số lượng nuôi dưỡng phí. Mạnh vĩ quốc tiên sinh cấp tốc đi ra bên trên một đoạn thất bại hôn nhân bóng ma, đang ly hôn một tháng sau mang theo Lâm ngữ kinh thấy hắn mới bạn gái quan hướng mai. Hai người tốc độ ánh sáng phát triển đồng thời có cái thứ nhất 5 năm kế hoạch, kết hôn lĩnh chứng dọn nhà đến nữ nhân này thành thị đến, ở rễ nhập hết sức quen thuộc. Lâm Ngữ Kinh chỉ cảm thấy dáng dấp đẹp trai lại biết nói chuyện thật sự là tốt, có nhiều như vậy đồ đần phú bà nguyện ý cùng hắn kết hôn. Đem nàng đưa đến chỗ này tới ngày thứ hai, hai người hưởng tuần trăng mật đi, trước khi đi quan hướng mai mỉm cười nhìn xem nàng. Về sau ngươi liền đem nơi này xem như nhà mình. Lâm Ngữ Kinh nhẹ gật đầu. Con trai ta hai ngày này cùng đồng học đi ra ngoài chơi nhi, hẳn là ngày mai trở về, ta đã đã, đã nói với hắn, chúng ta không có ở đây trong khoảng thời gian này để hắn chiếu cố một chút nghi ngươi, về sau hắn liền là ngươi ca ca, một hồi ta đem ngươi số điện thoại cho hắn, chính các ngươi liên hệ liên hệ. Quan hướng mai tiếp tục nói. Lâm ngữ kinh cũng không phải là rất muốn cùng nàng nhi tử liên hệ liên hệ, nhưng là nàng càng không muốn vừa đến đã phá đi loại này mặt ngoài hài hòa gia đình bầu không khí, cho nên vẫn là an tĩnh nhẹ gật đầu. Quả nhiên, quan hướng mai rất hài lòng, còn nói. Có việc cũng có thể cùng Trương Di nói, không cần ngại ngùng, cũng không cần cảm thấy câu thúc, tất cả mọi người rất thích ngươi. Lâm ngữ kinh nhìn thoáng qua bên cạnh còn kém đêm, hiện tại cái gì gà rừng đều có thể trang thiên kim, ăn bám cha mang theo hắn khuê nữ đến chia gia sản. Cùng, ngươi đừng nghĩ cầm một phân tiền, thắt tráng bên trên Trương Di, cảm thấy quan hướng mai ánh mắt khả năng có chút không dùng được. Trong thương trường hơi lạnh mở quá đủ, chợt vừa ra tới vẫn cảm thấy nóng, liền mưa đều mang nhiệt khí phản phất đợi không được rơi xuống liền sẽ bị bốc hơi trong không khí. Lâm ngữ kinh không có gì biểu lộ nhìn xem màn mưa, lần nữa nhìn thoáng qua thời gian. Ba điếm. Nàng nhẹ nhàng rạo rực, hoạt động một chút đứng được có chút ma chân, điện thoại chuông reo lên, là nàng đêm qua vừa tồn thượng số điện thoại, nàng cái kia cần liên hệ liên hệ ca ca. Lâm ngữ kinh nhận điện thoại. Ca ca. Nam nhân tự hồ bị nàng một tiếng này ca ca kinh trụ, trầm mặt chí ít 10 giây đồng hồ, mới hỏi. Đồ vật mua xong rồi. Ân. Ừ. Ta bị cảm, liền không đi đón ngươi. Ca ca lạnh lẽo cứng rắn nói. Lâm ngữ kinh luôn luôn là một cái rất người chân thật, khinh thường tại cùng bất luận kẻ nào làm giả diễn trò, mà lại người này diễn kỹ còn như thế kém. Không biết còn tưởng rằng ngài họ lâm đâu, kiều bông hoa lâm muội muội. Nàng rất quan tâm hắn bệnh tình. Có nghiêm trọng không, bao nhiêu độ nha. Tiểu cô nương thanh âm có chút cẩn thận từng ly từng tí, nhẹ mềm êm tai, đối diện lại trầm mặt 10 giây, thanh âm có chút do dự. 40. Ta giúp ngài đánh cái 119 đi. Lâm ngữ kinh chân thành tha thiết nói. Cháy phòng cháy điện thoại, 119. Nam nhân cúp điện thoại. Lâm ngữ kinh để điện thoại di động xuống, ngẩng đầu lên, mắt nhìn bên ngoài lôi đình vạn quân phản phất có thế tạp mặt vào phiến đá mặt đất mưa to, lật ra cái lường nguyết. Lâm ngữ kinh nhà mới tại khu biệt thự, trung tâm thành phố, cách hai cái quảng trường là một mảnh cũ nát kiểu cũ cư dân lâu. Ở loại này thành phố lớn trung tâm thành phố dưới tình huống bình thường có như thế hai loại người, một loại nghèo đến chỉ còn lại một cái trong ngõ hẻm căn phòng. Một loại giàu đến chảy mở mua hai ba mươi vạn nhất mét vuông hào trạch. Xe mở đến một nửa mưa tạnh, trong không khí hỗn hợp có bùng đất ướt ác hương vị, nghĩ đến muốn cùng với nàng cái kia chưa từng gặp mặt người yếu nhiều bệnh, ca ca cùng cái kia con mắt sinh trưởng ở tráng bên trên trương di đãi tại cùng một chỗ, lâm ngữ kinh khí nhi đều thở không đều đặn, trực tiếp tại cái kia một mảnh kiểu của cư dân sau lầu dưới thân xe, dự định tại cái này hoàn cảnh lại lẫm bên trong mê 2 giờ đường lại trở về. Mỗi cái địa phương đều sẽ có như thế một mảnh nhi, phòng ở lão, cổ xưa tường làm bằng gỗ cửa sổ, màu đỏ thẩm sơn từng mảnh từng mảnh bong ra từng màn cửa sổ lôi ra thật dài cột treo các loại ga giường cùng quần áo có loại áp suất thành phố này cổ xưa nhất nội tình và khí tràn cảm giác lâm ngữ kinh xuyên qua chật hẹp ngõ đi lên phía trước quả nhiên bên ngoài rì nghi một vòng mở ra mấy nhà điệu thấp bên trong lộ ra bức cách phòng làm việc mặt tiền cửa hàng nàng đơn giản nhìn qua hai lần tiếp tục đi vào trong lắc lắc ung dung vừa đi vừa hát spong bốt khúc chủ đề đi đến đầu bên trái rẽ ngang trông thấy một cái màu đen cửa sắt. Đơn mở cửa, đen tuyền, nửa khép, trên cửa dùng màu trắng sơn thoa một chuỗi nhi tiếng Anh. Nhìn có điểm giống cái quỷ gì phòng lối vào. Lâm ngữ kinh bước chân dừng lại, đi tới, thấy rõ phía trên sơn lấy chữ cái là cái gì. t a t -o. -o. Hình xăm cửa hàng. Cửa sắt không cao, nàng đệm lên chân, bên trong là một thứ đại khái cũng liền 3-4 mét vuông tiểu viện, chính đối một cái cửa gỗ, phía trên biển gỗ trên có khắc cái rất phức tạp đồ đằng giống như đồ vật. Lâm ngữ kinh bị cái này từ trong ra ngoài đều viết đầy, ta mười phần ngưu bức nhưng ta mười phần điệu thấp, hình xăm cửa hàng thật sâu hấp dẫn, nàng do dự mấy giây, đưa tay, duỗi ra một cây ngón trỏ đến, nhẹ nhàng đẩy một chút màu đen cửa sắt, kết một tiếng vang nhỏ, kéo dài, kéo dài xẹt qua. Tiểu viện kia nhi quả nhiên chỉ lớn bằng bàn tay, bên trong thực vật sinh trưởng quỷ tích nhìn đều rất cuồng giả. Lâm Ngữ Kinh đi tới cửa đẩy cửa đi vào, trong phòng tia sáng ám, mờ nhạt phát hồng quang, xám đậm tường, phía trên treo màu đỏ thảm treo tường cùng lít nha lít nhít các loại hình xăm đồ án, xinh đẹp lại tinh tế. Nàng ngẩng lên đầu nhìn một vòng, vừa quay đầu lại, dừng lại. Mới phát hiện trong phòng này có người. Phía sau cửa nơi hẻo lánh khối kia, bị cánh cửa ngăn trở, ánh mắt cốc chết, vừa mới tiến đến nhìn không thấy. Màu xám đậm ghế salon dài, đất dày thảm, vô số cái đệm dựa gối ôm loạn thất bát tao ném, trên ghế sa lon ngồi một hai ba, ba người, dáng dấp đều rất soái thuộc về rất có cá tính cái chủng loại kia xoái ca, giữ lại tam bào thai giống như bẩn biện đồ lau nhà đầu, hoa văn tam bào thai giống như phức tạp hoa cánh tay. Ba thanh lòe loẹ loẹt đồ lau nhà thẳng vào nhìn xem nàng, không nhúc nhích, bầu không khí quỷ dị, trong đó một cái còn duy trì một tay kẹp khói tiếng đến bên môi động tác, cứ như vậy xinh xinh đứng tại giữa không trung, bớt hút thuốc treo tại bên môi 3cm vị trí, giống như là bị người ấn tạm dừng khóa. Sau đó, đồ lau nhà số 1 trong mắt giật giật, từ mặt của nàng, hướng xuống, chuyển qua y phục của nàng bên trên. Lâm ngữ kinh không rõ cái này ba đồ lau nhà loại này giống như là động vật cảnh vườn đại tinh tinh đồng dạng thần sắc đến cùng là vì sao, cái kia mới lạ lại quỷ dị ánh mắt kém chút để nàng cho là mình vừa mới là hát thanh tàn cao nguyên chạy trần trùng tiến đến nàng cứ như vậy bị ba cái xã hội người vù vù quét mắt năm sáu giây, có chút lúng túng giơ tay lên một cái. Hải! Lạch cạch một tiếng, không khí lại bắt đầu lại từ đầu lưu động, dựa vào ghế sofa ngồi ở trên thảm đồ lau nhà số một thuốc lá cắn vào miệng bên trong, dùng cái kia đường vân đầy hoa văn cùi chỏ hướng sau lưng chọc chọc. Quyện gia! Lâm ngữ kinh lúc này mới trông thấy, cái này trên ghế salon dài còn có người thứ tư. Không trách nàng ánh mắt không tốt, Viễn chi người thứ tư trên đầu được một khối màu xám đậm tấm thảm, một mực đóng đến eo, hạ thân một đầu màu xám đậm quần dài, hoàn toàn dung nhập vào đồng dạng nhan sắc ghế sofa bên trong, trên bụng còn đặt vào hai cái gối, ngủ được không nhúc nhích, còn bị hắn đồ lau nhà bằng hữu chặn hơn phân nữa. Liếc mắt qua thật nhìn không thấy, người này bị chọc lấy hơn nửa ngày vẫn như cũ không có phản ứng, nằm ngay đơ đồng dạng nằm trên ghế salon, giống một bộ cao quý ngủ mỹ nhân đồ lao nhà số một lại kêu hắn một tiếng. Thẩm quyện. Ngũ Mỹ Nhân nhuyễn động dưới, từ trong lỗ mũi hừ ra một tiếng, dựa vào ghế sofa lưng co lại đầu kia đôi chân dài duỗi thẳng, trở mình mặt trong triều ngủ tiếp. Tấm thảm còn che tại trên đầu, nhìn qua rất dày, lâm ngữ kinh đều sợ hắn đem chính mình cho nín chết. Đồ lao nhà số một sách một tiếng, uống éo người, hai bàn tay đập vào hắn trên mông. Đừng mẹ hắn ngủ, bắt đầu tiếp khách ngũ mỹ nhân thanh ngũ ba phen mấy bận bị nhiễu lại để cho một hoa cánh tay mảnh nam tập mông mắng câu thô tục đưa tay mò cái gối hướng phía người bên cạnh đập tới thanh âm tựa như tên của hắn đồng dạng mang theo nồng đậm ủ rũ khàn khàn lại không kiên nhẫn ta tiếp mẹ ngươi lăng phi thường táo bạo một cái xã hội ca tác giả có lời muốn nói ra sân một cái mông xã hội ta quyện gia đã lâu không gặp A à, kiến mang theo mọi người chờ mong đã lâu tiểu cá voi cùng thẩm quyện ca ca cho mọi người chúc mừng năm mới. Có thể là hai cái bức vương lẫn nhau bảo tố hí bảo tố lấy bảo tố lấy liền bảo tố ra gian. Tình cố sự, không phải, tóm lại sẽ cố gắng viết á, ngày mai bắt đầu thời gian đổi mới tạm thời mỗi đêm 8.30, nhật càng, xin phép nghỉ trì hoãn gặp văn án thông cáo hoặc quầy bộ tê kiến sao bọn tỉ muội các ngươi sẽ nhắn lại cho ta, đúng không? Các ngươi sẽ truy càng sẽ không vỗ béo ta đúng không của Vê Đức Của Vẫn là 10 chương đầu mỗi chương 100 cái tiểu hồng bao a, gặp tổng sủng ái các ngươi, so tâm. Chương 2 Nuôi trong nhà mèo con Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Về sau, tưởng hàng, cũng chính là đồ lau nhà số 1 nói lên lần thứ nhất nhìn thấy lâm ngữ kinh thời điểm, đều sẽ lộ ra rất thần kỳ biểu lộ. Mặt đầu tiểu váy đứng ở đằng kia, cái kia con mắt sạch sẽ cùng viên thủy tinh, xem xét liền là cái bé ngoan, cùng chung quanh khí chất quá không dựng, tưởng hàng lắc đầu, con mẹ nó chứ cũng có nhìn nhầm một ngày. Nhưng giờ này khắc này, Lâm Ngữ Kinh liền hắn gọi cái gì cũng không biết, trong đầu tất cả đều là viết kép đồ lau nhà số 1. Đồ lau nhà số 1 phản ứng rất nhanh, tại gối ôm đánh lên mặt một nháy mắt nâng xa khói, đưa tay chặn lại, nắm lấy gối ôm thủ đoạn dạo qua một vòng nhi ôm vào trong lồng ngực của mình, khói một lần nữa điêu tiếng miệng bên trong, thần sắc ngưng trọng hảo công phu giống một cái hai đồ đần cái này hai đồ đần một bộ hoàn toàn không cảm thấy chính mình ngốc dáng vẻ gặp người gọi không dậy xoay đầu lại cười hiếp mắt phất phất tay phối hợp với hắn bẩn biện cùng đại hoa cánh tay có loại không nói ra được dữ tận. muội muội ngại ngùng a chúng ta lão đại trạng thái tinh thần không tốt lắm Lâm Ngữ Kinh không biết người này vì cái gì liền là có một loại có thể đem tinh thần hắn trạng thái không tốt lắm, nói đến để cho người ta cảm thấy giống như là hắn có bệnh tâm thần, giống như khí chất, nàng nhìn thoáng qua hắn dơ lên hướng nàng nhiệt tình quơ tay, lại liếc qua nằm trên ghế xa lo ngủ được thoạt nhìn như là chết rồi đồng dạng vị kia gọi thẩm quyện xã hội ca, cái mông. Đừng nói, còn ngạo nghễ ưỡng lên. Lâm Ngữ Kinh đối hai người này có một cái thô sơ giản lược sơ bộ phán đoán không giống như là thẳng. Nàng gật gật đầu, muốn nói không có chuyện, ta liền tùy tiện nhìn xem, ngươi để hắn ngủ đi. Kết quả lời nói còn chưa kịp nói ra miệng, đã nhìn thấy đồ lau nhà số một một tay ôm gối ôm, một cái tay khác hướng ghế sofa bên cạnh một dựng, cùi chỏ lần nữa đâm bên trên ngủ vị kia táo bạo lão ca. Thẩm quyện hôm qua một đêm không ngủ, buổi sáng lại ra cửa, vừa ngủ không có mấy giờ, đang đứng ở giấc ngủ không đủ cảm xúc không ổn định cực đoan táo bạo đánh mất trạng thái, lại bị người lần thứ hai tập mông. Hắn bực bội lại trầm thấp, sách một tiếng, cũng ngủ không nổi nữa, trở mình nằm thẳng ở trên ghế salon, đưa tay đem trên mặt được tấm thảm một thanh giật. Có một nháy mắt, Lâm Ngữ Kinh cho là mình sẽ thấy một cái đồ lau nhà đầu số 4. Dù sao người một nhà thôi, chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề, bẩn biện hình xăm đại hoa cánh tay, tình lữ khoảng, thân mật vô gian biểu tượng. Kết quả màu xám đậm khăn cô dâu rốt cục bị hắn cho giật xuống đến, xã hội ca lộ ra bộ mặt thật, từ ngoại hình đi lên nói một chút đều không xã hội, cùng hắn cơ hữu tốt không thế nào thân mật. Thậm chí nhìn hẳn là cũng không có so với nàng lớn hơn bao nhiêu, vẫn là người thiếu niên xã hội ca. Thiếu niên xã hội ca đen nhánh tóc ngắn lý đến gọn gàng, một tay chống đỡ ghế sofa đệm ngồi xuống, cúi thấp đầu não, cánh tay khoác lên trên đầu gối, quần áo tay áo vòng quanh lộ ra một đoạn lạnh bạch gầy gò thủ đoạn hắn chậm rãi ngẩng đầu đem nhánh mắt mắt hình hẹp dài hơi dương lúc này mí mắt rủ cục lấy tản ra lão tử không quá kiên nhẫn khí tràn chậm đại khái mười mấy giây thần nhi hắn mới hiếp mắt nhìn qua đại khái là vừa mới bình phục một chút trời giường khí thật cũng không rất táo bạo giận chó đánh mèo đến lâm ngữ kinh chỉ nhíu mày ngáp một cái người đứng lên hình xăm trong thanh âm mang theo chưa tỉnh ngủ lúc khàn khàng, còn có một chút điểm giọng mũi. Lâm Ngữ kinh thuận miệng lên tiếng: "A? À, chỗ nào?" Thẩm Quyền xoay người sang chỗ khác, đem vừa mới che tại trên đầu tấm thảm cầm lên đến, tiện tay khoác lên ghế sofa chỗ tựa lưng bên trên. Từ mặt sau nhìn hai cái đùi thẳng tắp, dáng dấp để cho người ta nghĩ huyết sáo, áo đen phục ép tới có chút nhăn, biên giới nhét vào lưng quần bên trong, lộ ra một đoạn dây lưng lâm ngữ kinh ánh mắt không bị khống chế quét về phía cái kia bị tập kích hai lần sắc thực thật đẹp mắt trên mông thấp giọng vô ý thức thốt ra cái mông này ngữ khí giống như tán thưởng giống như thở dài không khí yên tĩnh đồ lau nhà số một số hai số ba lần nữa bị ấn tạm dừng khóa máy móc ngẩng đầu thẩm quyện quay đầu nhìn xem nàng thần sắc buồn ngủ hờ hững lâm ngữ kinh cảm thấy mình thanh âm thật nhỏ liền là lầm bầm lầu bầu âm lượng bất quá trong phòng này hoàn toàn yên tĩnh thế mà lộ ra có chút rõ ràng nàng nói ra khỏi miệng một giây sau liền lấy lại tinh thần đối phương xoay người trong nháy mắt đã cấp tốc phản ứng bốn mắt nhìn nhau lúc thậm chí điều chỉnh tốt biểu lộ nháy mắt yên tĩnh lại vô tội nhìn xem hắn tựa hồ còn mang theo tiểu ngượng ngùng liền văn tại nàng dừng một chút mười phần ngượng ngùng bộ dáng có thể chứ thẩm quyện nhướng mày có thể nhìn thấy sao? Có trông thấy được không? Cỡ nào bình tĩnh? Không hổ là thấy qua việc đời xã hội ca. Không phải liền là văn cái môn sao? Người ta gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Cái này trâu như là đã bắt đầu, liền có thổi xuống đi tất yếu cùng nghĩa vụ, lâm ngữ kinh quyết định chắc chắn. Bắt đầu lật xem bên tường trường một trên bàn đồ án sổ cùng loạn thất bát tao tản ra các loại bút chì bản nháp giấy, làm bộ nghiên cứu làm cái gì đồ án tốt dù sao vị này táo bạo xã hội ca đã tỉnh, nàng còn cần ta liền tùy tiện nhìn xem, người ngủ tiếp đi để người ta đổi trở về có thể sẽ bị đánh. Ai, lâm ngữ kinh cầm bốc lên trương phía trên vẽ lấy cái kỳ xấu vô cùng mèo lục lạc giấy, không rõ như thế một đống cấp cao tinh xảo tác phẩm bên trong vì sao lại xuất hiện loại này 10 tuổi trở xuống tiểu bằng hữu tác phẩm thật giả lẫn lộn, cái này đo ra emon thật đáng yêu a à. Thẩm quyện đã đi tới, rèm bá kéo một phát, Nơi hẻo lánh cái kia một mảnh đặt vào ghế sofa ngồi người khu nghỉ ngơi giống như địa phương cùng phía ngoài khu làm việc vực bị phân chia mở, hắn đi đến bên cạnh nàng liếc qua. Hello Kitty. À. Đó là cái Hello Kitty. Lâm Ngữ kinh cẩn thận một nhìn, a, à, có lỗ tai. Vậy được đi, Hello Kitty. Nàng khô cằn cười hai tiếng. Đây là trong nhà tiểu bằng hữu vẽ sao? Thẩm Quyện lại nháp một cái thanh âm rất êm tai, liền là giọng mũi nghe hơi có chút buồn buồn. Ta vẽ ra. Huynh đệ ngươi đừng gạt ta a. À. Ngươi nói cho ta liền ngươi cái này họa công thật là cái hình xăm sư sao. Lâm ngữ kinh trầm mặt mấy giây, quyết định thay cái góc độ. Cái kia, hình xăm vị trí khác biệt, cũng sẽ có cái gì không đồng dạng cần thiết phải chú ý địa phương sao. Vấn đề này hợp tình hợp lý, tổng sẽ không ra sai. Đau đớn, bảo dưỡng, cũng không giống nhau, thẩm quyện dựa vào tường đứng đấy, mặt ủ mày trao kéo lấy âm thanh, ngươi nếu là gió mùa nước mệnh lý, vậy liền còn có nói pháp. Nơi nào thương nhất? Làn da mỏng địa phương. Ờ, tiểu cô nương rụt cổ lại, nhìn xem còn giống như rất sợ, cái kia chỗ nào tương đối không đau a? À. Thẩm quyện cũng đã nhìn ra, vị bằng hữu này liền là nhìn hắn tỉnh, cũng không tiện lại đem hắn đuổi trở về, cưỡng ép một thoại hoa thoại tùy tiện hỏi một chút, dứt khoát liền máy tính đều không có ý định mở. Hắn dừng một chút, trực câu câu nhìn nàng một hồi, mới giống như cười mà không phải cười nói. Liền ngươi muốn văn cái kia chỗ. Lâm ngữ kinh. Lâm ngữ kinh nói bậy chém gió cùng thẩm quyện hàng huyên 5 phút, vắt hết ốc đem chính mình trong đầu có thế nghĩ tới liên quan tới hình xăm vấn đề tất cả đều hỏi một lần, bóc lấy một chút nhìn xem trên lệch thời gian không nhiều lắm, đại đại nhẹ nhàng thở ra. Đến cuối cùng, hai người đã không có bất luận cái gì đối thoại, thẩm quyện liền dựa vào lấy tường lười biến đứng đấy, lâm ngữ kinh có thể cảm nhận được hắn lãnh thanh thanh ánh mắt. Nàng cũng lười lý. Thời điểm ra đi vẫn là đồ lau nhà số một lớp trương công làm phòng danh thiếp cho nàng, để nàng suy tính được không sai biệt lắm có thể tới. Thẩm quyện toàn bộ hành trình đều duy trì một cái kia tư thế, đứng được giống không có xương cốt đồng dạng, y nguyên một bộ vây được mắt mở không ra dáng vẻ tưởng hàng vừa mới chuẩn bị đóng cửa, quay đầu trông thấy hắn ngáp, vỗ vỗ khung cửa. Ngươi đêm qua có phải hay không trộn? Lôi đi. Thẩm quyện ngồi vào bên cạnh người lười ghế sofa bên trong, tiện tay từ bên cạnh bàn mò cái phi tiêu, nửa hít mắt một bên lại ngáp một cái vừa hướng phòng bên kia trên tường màu đen tiêu bàn ném qua đi. Sinh hoạt không dễ. Xanh lục nhựa tiểu phi tiêu, toàn thân trên dưới đều viết đầy làm ẩu, cuối cùng còn có nhựa phiến mỏng mau mau bên cạnh, hưu một chút, bay qua nửa cái phòng vững vàng đâm vào tiêu trên bàn. Tưởng hàng nhìn thoáng qua, khoảng cách xa xôi, chạy tới hai bước mới nhìn đến thanh, tiểu phi tiêu chính chính thật tốt rơi vào nho nhỏ màu đỏ hồng tâm bên trên, nửa chút đều không có thiên. Ta quyện gia vẫn là ngư bức, tưởng hàng không phải lần đầu tiên gặp, vẫn cảm thấy nhìn mà than thở, cách khá xa, tia sáng vừa tối. Hắn ở vị trí này thậm chí đều thấy không rõ hồng tâm ở đâu tưởng hàng trở lại quá khứ đóng kỹ cửa lại nằm sấp quá khứ nhỏ giọng nói vừa mới muội tử kia có chút đẹp mắt a à. thẩm quyện nhìn hắn một cái không nói chuyện liền trên thân cái kia tiểu tiên nữ sức lực ngươi thạo a à, cùng phía ngoài cái kia loại trang còn không đồng dạng là thật tiên thẩm quyện ánh mắt trên không trung dừng dừng trong đầu bỗng nhiên thoát ra vị kia tiểu tiên nữ vừa mới dáng vẻ là đẹp mắt chân vừa mịn lại thẳng làn da bạch ra trong suốt cảm giác liền là không trong mắt thứ gì đều không có nhìn hắn thời điểm khả năng cùng nhìn xem trên đất tảng đá cũng không có gì khác biệt trống trơn mắt trái viết không thèm để ý mắt phải viết tùy tiện đi hợp lại liền là ta là ai ta ở đâu ta đến cùng đang làm gì một cái cảm xúc mười phần mờ mịt tan rất không rõ ràng đồi phế thiếu nữ tóm lại không phải thật sự giống nhìn như vậy tiên hai giây sau Thẩm quyện một lần nữa rủ xuống tầm mắt, cảm xúc cũng không cao. Ngươi không phải liền thích steampunk phong cách sao? Cái gì gọi là ta liền thích steampunk phong cách? Tưởng hàng một mặt nghiêm túc gỡ đem chính mình bẩn biện nhi, ta thưởng thức hết thảy phong cách đẹp mắt mỹ thiếu nữ, vừa cái kia, cũng quá đáng yêu, như cái vụn trộm làm chuyện xấu sợ bị người biết tiểu bằng hữu, ta đều có thể nghe ra nàng lúc nói chuyện thẩn trương tới. Thẩm quyện chọn lấy hạ mi, từ chối cho ý kiến tưởng hàng càng nói càng cảm thấy hối hận ta làm sao vừa mới liền không nghĩ tới ra tay đâu ta làm sao lại cho nàng phòng làm việc danh thiếp đâu ta hẳn là trực tiếp tư nhân thêm cái phương thức liên lạc cái gì a à, nhiều thuần nhiều ngoan nuôi trong nhà mèo con thẩm quyện ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn cảm thấy có chút buồn cười lặp lại ngoan hắn ánh mắt rơi vào trên bàn gỗ đoan chính nằm tấm kia kỳ xấu vô cùng hello kitty bên trên liền cái này mèo con ngươi thật sự xuống tay, nàng có thể để ngươi xương cốt đều không thừa nổi. Tưởng hàng cảm thấy hắn hoàn toàn liền là đối với người ta cô nương có thành kiến, bởi vì nàng đến quấy rầy hắn đại gia ngủ bù, hắn hướng bên cạnh khẽ dựa. Loại này kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu tiên nữ, hàng ca vung lên đến chính mình đều sợ hãi. A, à, thẩm quyện chân dài hướng phía trước duỗi ra, ngón trỏ tại mép bàn gõ nhẹ hai lần, quể oải nói, ngươi trêu chọc. Tác giả có lời muốn nói ngươi trêu chọc một cái thử một chút. Quyện gia rút ra chính mình 50 mét đại trường đao bình tĩnh nói. Vẫn là 100 cái hồng bao. Chương 3 Không xứng với ta môn. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com. Lâm ngữ kinh ra hình xăm phòng làm việc về sau lại đi dạo hai vòng nhi mới đi trở về, trời tối hơn phân nửa thời điểm, nhận được quan hướng mai trong nhà lái xe điện thoại. Lái xe họ lý, nàng chỉ ở vừa xuống phi cơ ngày đó gặp qua hắn một lần từ sân bay đến nhà mới trên đường đi đều rất yên tĩnh không nói nhiều nhưng là người nhìn rất dễ thân cận tiếp vào điện thoại thời điểm nàng mới từ tiệm thuốc ra tiểu bạch trong túi nhựa xanh xanh đỏ đỏ đủ loại cái hộp nhỏ một đống lớn các loại cảm mạo nóng sốt lưu nước mũi ca ca chán ghét về chán ghét cũng không thể thật mỗi ngày cùng hắn làm cho sơn băng địa liệt lâm ngữ kinh ngón tay ôm lấy túi nhựa vung qua vung lại một tay nắm lấy điện thoại tiến đến bên tai không có lên tiếng nàng trước kia bằng hữu cũng không nhiều để ý càng ít bạn từ nhỏ hai cái lục gia hành cùng trình dật đều là bên này thông bên kia liền trực tiếp phối hợp lốc bốt bắt đầu giãn người cho nên nàng thói quen chờ lấy đối diện mở miệng trước an tĩnh hai giây đối diện từ đầu đến cuối không có tiếng âm nàng kịp phản ứng hậu tri hậu giác bổ thanh ngài tốt ngài tốt ngài tốt đầu bên kia điện thoại cũng liền bận bịu trở về câu tốt lâm tiểu thư ta là lão lý không có việc gì nhi liền là hỏi một chút ngươi chừng nào thì trở về ta lập tức trở về lâm ngữ kinh mạng bất kinh tâm nói bên kia dừng một chút còn nói ngươi cho ta phát cái định vị đến đây đi ta đi đón ngươi trời sắp tối rồi tiểu cô nương một người chưa quen cuộc sống nơi đây không quá an toàn lâm ngữ kinh dừng lại nàng động tác dừng lại dương mắt quét một vòng hoàn cảnh chung quanh nửa ngày mới nói. Không cần, cái kia nhiều phiền phức ngài, ta một hồi chính mình trở về là được. Lão Lý cười nói. Phiền toái gì không phiền phức, ta một người tài xế, liền là làm cái này, hoặc là ngươi chụp tấm hình phụ cận ảnh chụp tới, ta đều có thể tìm được. Lâm ngữ kinh buông thỏng mắt, bên này như thời tiết không chỉ có nóng, sau cơn mưa triều giống là ngâm mình ở trong nước, để cho người ta một lát đều khó mà thích ứng, nàng đáp ứng, cúp điện thoại về sau chụp tấm hình gửi tới. Vốn là ở nhà phụ cận không xa, không có mấy phút, một cổ màu đen Bentley dừng ở ven đường. Nhìn lướt qua bản số xe, Lâm Ngữ Kinh cầm hai cái đã hóa đến không sai biệt lắm kem đi qua, mở ra chỗ ngồi phía sau cửa xe ngồi vào đi. Lão Lý cùng với nàng hỏi một tiếng tốt, nàng có chút thiếu hạ thân. Làm phiền ngài. Lão Lý ngược lại có chút ngượng ngùng. Không phiền phức, hẳn là lâm ngữ kinh không nói chuyện nhìn ngoài cửa sổ đường đi lạ lẫm vụng trộm nhìn lướt qua lái xe phía trước lão lý mặt rất chính thức áo sơ mi trắng ống tay áo phát ra tẩy không ra được vàng trong xe hoàn toàn yên tĩnh lão lý ho một tiếng ngày mốt đai học rồi lâm ngữ kinh quay đầu ân thứ cần thiết mua đủ sao còn thiếu cái gì nói với ta là được không có gì đều mua Vậy là tốt rồi, còn thiếu cái gì liền nói cho ta." Lão Lý lại lặp lại một lần. "Tốt," tiểu cô nương thanh âm nhẹ nhàng, "Cảm ơn." Giới trò chuyện kết thúc. Lâm Ngữ Kinh một lần nữa nghiêng đầu đi, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Bắt đầu ngẩn người. Nàng khi còn bé thường xuyên sẽ bị mắng, Lâm chỉ là cái hoàng mỹ chủ nghĩa người, không thể tiếp nhận trên người nàng bất kỳ tật xấu gì, hoặc là dưới cái nhìn của nàng nàng cái này 10 tháng hoài thai sinh ra tới nữ nhi căn bản không có ưu điểm, nơi nào đều là sai, sở hữu địa phương đều là cùng ngươi cái kia cha một cái hình dáng. Mà mạnh vĩ quốc căn bản không thế nào quan tâm nàng. Khi còn bé, nàng sẽ còn quể oải một chút, sẽ cố gắng đọc sách khảo thí hy vọng lâm chỉ cũng có thể khích lệ nàng một lần, sẽ cảm thấy khổ sở ủy khuất, sẽ một người trốn đi vụn trộm khóc. Về sau phát hiện quen thuộc thật rất đáng sợ, vô luận là dạng gì sự tình, chỉ cần quen thuộc về sau, thân thể cùng tư duy đều sẽ tự nhiên làm ra phản ứng. Tựa như nàng sớm đã thành thói quen quản giáo răng dạy, hỏng bét gia đình quan hệ cùng vĩnh viễn không bị khẳng định ánh mắt, cũng có thể thuần thục ứng đối mạnh vĩ quốc hờ hững, quan hướng mai dối trá, trương di phòng bị khinh thường thái độ, cùng nàng vị kia còn không có gặp mặt qua ca ca lạnh lùng địch ý. Nhưng là đối mặt đến từ cái này còn tính là cái người xa lạ trưởng bối chân thành tha thiết thiện ý lúc, Nàng có chút không biết làm sao. Không quen, cũng không quá thuần thục, nhất là loại này không có người thứ ba ở hoàn cảnh dưới, ngoại trừ nói lời cảm tạ, không biết nên nói cái gì. Xe rất nhanh tiến vào viện, dừng ở cửa, tháng 9 thiên không có dài như vậy, buổi tối gần 7 điểm, sắc trời dần tối, Lâm Ngữ Kinh lần nữa cùng lão Lý nói cảm ơn về sau mới xuống xe, quay người đi tới cửa. Đi đến một nửa, nghe thấy sau lưng có người thiếu niên thanh âm vang lên, nghe vô cùng thiếu kiên nhẫn làm sao chậm như vậy a à? lâm ngữ kinh vô ý thức quay đầu lại phát hiện không phải nói với nàng vừa mới nàng không nhìn thấy cửa sân không biết lúc nào đứng thiếu niên này lúc này chính hướng lão lý bên người đi ta cũng chờ ngươi nửa giờ đói chết ta lão lý cười ha hả đói bụng đi về nhà buổi tối muốn ăn cái gì trong hoa viên đèn phát ra màu vàng ấm tia sáng chiếu ra hai người giống nhau đến bảy phần ngũ quan. Thiếu niên không có chú ý tới bên này ánh mắt, nhíu mày, vẫn là không cao hứng. Không muốn ăn, tùy tiện đi. Lâm Ngữ Kinh quay người, lật ra chìa khóa mở cửa đi vào. Lớn như vậy trong phòng yên tĩnh im ắng, xuyên qua phòng trước đi đến trong phòng khách, đèn thủy tinh tia sáng sáng chói lại sáng tỏ, mở tivi lên, trên bàn trà bày biện rửa sạch hoa quả, ghế sofa bên trong không ai nàng đột nhiên cảm giác được phi thường phiền. Cái kia có trọng điểm mờ mịt bực bội không hề có điềm báo trước, nguyên nhân liền chính nàng cũng không biết, xảy ra bất ngờ đến thậm chí để cho người ta có chút kinh hoảng. Lâm ngữ kinh đi đến phòng bếp, từ trong hộp tủ rút cái ly pha lê rót chén nước, lạnh buốt nước xẹt qua ít hầu, nàng thở dài ra một hơi, bưng cốc nước đứng tại bên trong đảo trước sân khấu nhìn một lát điện thoại, mới quay người ngoại trừ phòng bếp, chuẩn bị lên lầu. Vừa ra không đi hai bước, ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy trên ghế salon nhiều hơn người. Người kia cũng chính nhìn xem nàng. Tóc đen, mắt đen, áo đen phục, mặt không biểu tình. dáng dấp còn rất xoái, mặt mày hình dáng cùng quan hướng mai có điểm giống. Lâm ngữ kinh dùng đại khái 0.5 giây kịp phản ứng, cấp tốc kêu một tiếng, ca ca. Nàng từ nhỏ đến lớn không có rèn luyện ra cái gì khác bản sự, liền là miệng phi thường ngọt, lúc cần thiết cũng có thể để cho mình trở nên đặc biệt ngoan quả nhiên nam nhân khóe miệng có chút cứng ngắc tựa hồ còn co quắp một chút chỉ là vẫn như cũ không nói chuyện biểu lộ bất thiện ánh mắt phòng bị lâm ngữ kinh đi qua từ trong túi lật ra cái màu trắng cái túi nhỏ phóng tới trước mặt hắn trên bàn trà nhỏ giọng cùng hắn xin lỗi thật xin lỗi ta lúc chiều là nói đùa không có cố ý để ngươi bỏ đi phòng điện lời nói nhưng là bởi vì ngươi nói ngươi đốt tới 40 độ. Phó Minh Tu mặt càng đen hơn. Lâm Ngữ Kinh không nhìn thấy giống như. Ngươi chú ý thân thể, uống nhiều nước sôi. Phó Minh Tu. Phó Minh Tu tức giận đến kém chút đứng lên. Nước nóng, thật xin lỗi. Lâm Ngữ Kinh thật nhanh cải chính, nhìn hắn biểu lộ cẩn thận từng ly từng tí, giống như là nhìn xem cái gì yêu ma quỷ quái giống như đối thủ chịu thua nói xin lỗi tốc độ quá nhanh phó minh tu cảm thấy mình một hơi cứ như vậy kẹp lấy lên không nổi không thể đi xuống càng mẹ hắn khó chịu chờ hắn kịp phản ứng thời điểm lâm ngữ kinh đã tựa như thỏ chui lên lâu không thấy phó minh tu kéo qua trên bàn trà nàng buông xuống túi nhựa nhìn thoáng qua bên trong là mấy hộp thuốc cảm mạo cùng thuốc hạ sốt hắn đột nhiên cảm thấy có chút không được tự nhiên tâm tình hết sức phức tạp một số thời khắc có chút cảm xúc là không có cách nào khống chế, cứ việc rõ ràng chính mình tự dưng bài xích tới thật không giảng đạo lý không hiểu thấu, nhưng là liền là trong lúc nhất thời không tiếp thụ được, đối cái này không hàng muội muội hoàn toàn không sinh ra hảo cảm gì tới. Còn tốt nàng cũng không có rất chán ghét, còn chưa đủ chán ghét. Lúc này mới ngày đầu tiên, liền lại phòng cháy lại nước sôi. Phó Minh tu nghĩ không ra cuộc sống sau này muốn làm sao quá quay đầu lại xác nhận một chút thiếu nữ xác thực lên lầu, Phó Minh Tu trong tay cái túi hướng trên bàn trà một ném, ngón trỏ vương ra chỉ vào cái kia túi nhựa trừng mắt. Có ý tứ gì? Ngươi là có ý gì? Ông Nhu đau đúng hay không? Nghĩ lấy lòng ta. Vô dụng. Ta cho ngươi biết, không? Có. Dùng. Lâm ngữ kinh là bị đói tỉnh. Tỉnh lại thời điểm màn đêm buông xuống, Dạ quan đồng hồ điện tử biểu hiện hiện tại mới 9 điểm, nàng ngủ 2 giờ, lên lầu vào nhà ngã đầu liền ngủ. Trong lúc đó còn làm cái rất kinh dị mộng, mộng thấy cái kia gọi thẩm quyện xã hội ta cầm cái máy khoan điện giống như không biết là cái quái gì đồ vật nhìn xem nàng. Máy khoan điện phát ra, xì xì xì, thanh âm, thẩm quyện nói mà không có biểu cảm gì. Cởi quần ra, ta cho ngươi văn cái hello kitty. Lâm ngữ kinh nói. Không được, cái mông ta dáng dấp đẹp như thế, của ngươi Hello Kitty họa đến thật sự là xấu, không xứng với ta mông. Thẩm quyện nói, vậy ta cho ngươi văn cái dạ quan đồng hồ đeo tay. Lâm ngữ kinh cảm thấy so với đói tỉnh, nàng rõ ràng hẳn là sẽ trước bị cái này mộng làm tỉnh lại mới đúng. Nàng chống đỡ thân thể ngồi xuống, tự ở đầu giường, đầu tiên là phát một phút ngốc. Sau đó liền là đói. Trong dạ dày phiên gian đảo hải, đói đến khó chịu buổi chiều từ thương trường trở về đến bây giờ, nàng liền uống một chén nước, vốn là còn muốn lấy ăn cơm tối trở lại, kết quả lão Lý gọi tới một cú điện thoại, nàng đem quên đi. Lâm ngữ kinh thở dài, đưa tay bưng quá đầu giường trên bàn thấp cốc nước, ừng ực ừng ực lại một chén nước rót hết, cảm giác đói bụng có chỗ làm dịu. Nàng một lần nữa nằm lại đến trên giường, nhìn chầm chầm trần nhà, không biết làm gì liền nghĩ tới lão Lý, cùng cái kia hẳn là con của hắn thiếu niên. Nếu như nàng là hắn, có như thế một cái ba ba, cái kia nàng có phải hay không liền cũng có thể nũng nịu, cũng có thể phát chút ít tính tình. Nàng bỗng nhiên liền biết chính mình vừa mới vì sao lại phiền. Nàng cảm thấy hâm mộ. Lâm Ngữ Kinh cảm giác mình bây giờ rất không hiểu thấu, nàng cho tới bây giờ đều không phải cái kia loại đa sầu đa cảm người, đại khái là đổi thành thị xa lạ, hoàn cảnh lạ lẫm, còn có sắp đối mặt xa lạ sinh hoạt đều để người thật không có cảm giác an toàn cho nên cả người đều trở nên nhạy cảm không ít. Dù sao cũng là rời đi sinh sống vài chục năm địa phương, thậm chí bao gồm lâm chỉ cùng mạnh vĩ quốc ly hôn chuyện này, đối nàng hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút ảnh hưởng. Trước kia lại không có thể, cốt xấu vẫn là cái nhà, hiện tại nàng liền nhà cũng bị mất. Bụng tức thời kêu rột rột hai tiếng đánh gãy nàng buồn xuân tổn thương thu, lâm ngữ kinh đưa tay vuốt vuốt mặt, lại tiện tay gãi gãi ngủ được có chút loạn tóc, xoay người xuống giường, tùy tiện chụp vào cái quần, nắm lên chìa khóa cùng dưới điện thoại di động lâu chuẩn bị đi ra ngoài kiếm cái ăn. Trong phòng bếp hẳn là sẽ có ăn, nhưng là vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, nàng không quá nghĩ tại thời gian này điểm tự mình một người tự tiện liền đi tìm kiếm, vừa ra khỏi cửa, đèn cùng trụ đèn tia sáng nhu hòa xinh đẹp, dù sao cũng là 30 vạn một bình phòng ở, ánh đèn nghệ thuật trình độ có thể so với ý ánh đèn tiết mục nghệ thuật. Lái xe trở về thời điểm còn không có cảm thấy xa, Lúc này chính mình đi thì đi một hồi lâu mới ra đại môn, trên đường phố đèn đuốc sáng trưng ngựa xe như nước, khắp nơi lộ ra của thành phố lớn hương vị, lâm ngữ kinh đi theo ký ức hướng lão ngõ bên kia đi, xế chiều hôm nay tới thời điểm giống như thấy qua một nhà 7.11 cửa hàng tiện lợi. Tha phương hướng cảm giác còn có thể, đi không sai biệt lắm 10 phút, nhìn thấy 7.11 đỏ xanh lục nhãn hiệu, tản ra thân thiết quan mang. Lâm ngữ kinh đi vào, Cầm một cái cơm nắm một bình hỗn hợp nước trái cây, lại muốn phần ô đen, chỉ còn lại ba cái món sườn viên thuốc, rau cải xôi đậu hủ còn có một khối ngư bài, nàng trả tiền, nắm vuốt chén giấy ra cửa tiệm, ngồi sổng ở cửa đâm cái viên thuốc nhét vào miệng bên trong. Lúc này không giống lúc chiều nóng như vậy, thành phố này đến trong đêm có chút độ trên lệch nhiệt độ trong ngày, gió mang theo ẩm ướt ý lạnh, cũng không quá lạnh, vừa vặn dễ chịu thổi tan đến nơi này đến nay liên tục hai ngày tiếp tục không ngừng u ám phiền muộn. Lâm ngữ kinh tâm tình rất cốt nhai lấy viên thuốc, cúi đầu đi đâm viên thứ hai, cắn vào trong mồm, lại ngẩng đầu một cái, trông thấy đối diện góc đường ngoặt ra một đám người. Vừa mới bắt đầu khoảng cách quá xa, nàng không thấy rõ. Về sau đám người này đi đến ven đường chuẩn bị băng qua đường, rõ ràng là hướng nàng cái phương hướng này tới thời điểm, nàng mới nhìn rõ. Đồ lau nhà một hai ba hào, phía sau cùng đi theo ngủ không tỉnh xã hội ca xã hội ca hẳn là buổi chiều lại đi bổ cảm giác nhìn rốt cục không buồn ngủ vẫn là buổi chiều quần áo trên người tăng thêm kiện áo sơ mi đương áo khoác tay thăm dò tại trong túi quần buông thõng đầu nghe người bên cạnh nói chuyện còn rất sợ lạnh không biết bọn hắn nói cái gì phía trước hai cái đồ lau nhà nở nụ cười bốn người cùng nhau xuyên qua đường cái hướng lâm ngữ kinh bên này đi Đồ lao nhà số một rốt cuộc trông thấy nàng. Lâm ngữ kinh trần chờ muốn hay không cùng hắn lên tiếng kêu gọi. Kỳ thật nàng lúc đầu căn bản không chuẩn bị lại đi một lần cái kia hình xăm phòng làm việc. Cũng cho là mình đại khái là không đụng tới bọn hắn. Kết quả nhân sinh khắp nơi có duyên phận. Bất quá đã phòng làm việc mở ở chỗ này. Mảnh này như đại khái cũng coi là hoạt động của bọn họ khu vực. Nàng đem viên thuốc toàn bộ nhét vào miệng bên trong. Tâm trúc tử ném vào chén giấy vừa muốn đưa tay tượng trưng chào hỏi đi cái đi ngang qua sân khấu. Bên kia đồ lao nhà số một lại đột nhiên quay đầu đi, thấp giọng cùng người bên cạnh nói thứ gì. Sau đó thẩm quyện ngẩng đầu nhìn qua, ánh mắt đối đầu. Bọn hắn đã qua lập tức đường đứng tại ven đường, cửa hàng tiện lợi cùng mờ nhạt đèn đường tia sáng hỗn hợp với nhau lôi ra cái bóng thật dài, đêm tối ngâm để thiếu niên ngủ qua nhìn ủ dục lại lập thể, giống như là tăng thêm điểm rè hình cũ, mắt đen nặc ở trong bóng tối, thấy không rõ cảm xúc. Lâm ngữ kinh nhớ tới vừa mới làm cái kia ngắn ngủi lại chân thực mộng, vô ý thức đi xem hắn tay, sợ hắn dơ cái máy khoan điện xong lại nói, ngươi cởi quần, ta cho ngươi văn cái Hello Kitty. Ba giây đồng hồ sau, thẩm quyện không có gì biểu lộ gục đầu xuống. Lâm ngữ kinh ngẩn người, nháy mắt mấy cái, trong mồm viên thuốc nhai đi nhai đi bị nuốt vào bụng bên trong, cũng không để ý, một lần nữa cầm bốc lên tâm trúc tử, hết sức chuyên chú đâm cái rau cải xôi đậu hũ. Vừa ghim lên đến, con đường bên kia truyền đến một trận tạp âm, lại là một đám người xuất hiện tại đầu phố, đại khái 6-7 người hướng bên này đi. Đồ lao nhà số 2 mắng câu thô tục, bắt đầu sắn tay áo, tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Lâm ngữ kinh đốn ngộ. Đây là một trận hẹn trước chế, xã hội ca ở giữa tỷ thí cùng đỏ sức, cụ thể quá trình đại khái là tiên lễ hậu binh, trước văn sau võ mọi người tại 7.11 cửa gặp mặt, lão đại cùng lão đại hàng huyên một chút, quá trình này, gọi điểm pháo. Lại xuống một cái giai đoạn, liền là miệng pháo thua vị kia thẹn quá hóa giận, một lời không hợp nháy mắt kia móc ra chính mình 50 mét đại trường đao, có thể bắt đầu đánh nhau. Nàng nhìn xem hai nhóm hỏa lực 10 phần tràn đầy trung nhị thiếu niên ở giữa khoảng cách càng kéo càng gần, đứng tại 7.11 cửa, đối phương cầm đầu cái kia nhìn cũng không nhiều lắm, 18-19 tuổi bộ dáng, ngậm lấy điếu thuốc sắc mặt khó coi ngũ quan vạn ba cùng một chỗ trên mặt viết đầy ta là ác nhân như thế hai nhóm người tụ tại cùng một chỗ đi ngang qua người tất cả đều đi vòng qua lâm ngữ kinh ngồi xổm ở cửa hàng tiện lợi cửa trên bậc thang cầm trong tay một cốc ô đen liền lộ ra có chút bắt mắt ác nhân đại ca nghiêng đầu nhìn nàng một cái lâm ngữ kinh đã từng cũng là một cái thấy qua việc đời có chuyện xưa thiếu nữ đối với thiếu niên bất lương nhìn chăm chú cũng không sợ hãi, ngẩng lên đầu lấy chú một lễ đáp lễ cho hắn, miệng bên trong còn nhai lấy món sườn viên thuốc, có ca có két, không tránh không né. Ác nhân đại ca ánh mắt trượt đến nàng mặt quần cục thon trắng chân, dừng lại, phun ra một hớp khói, vừa muốn nói chuyện. Thẩm quyện bỗng nhiên nghiêng thân, đi về phía trước mấy bước đứng ở thiếu nữ trước mặt, chặn hắn ánh mắt. Bên kia nhi trò chuyện. Thẩm quyện dơ lên cái cầm. Ác nhân đại ca. Thẩm quyện phi thường có nguyên tắc. Quấy rầy người ta ăn ô đen, nhiều không lễ phép. Tác giả có lời muốn nói. Ngươi nhìn mẹ ngươi nhìn, là ngươi có thế nhìn. Thẩm quyện, một cái có lễ phép xã hội ca. Mười chương đầu đều có hồng bao, ta liền không mỗi chương đều nói một lần, các ngươi. Nhớ kỹ. Nhắn lại. Cho ta. A. À. Chương 4 ngươi có phải hay không cảm thấy mình rất điểu? Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Nguyên bản tưởng hàng la hét nói muốn đi trêu chọc mùi thời điểm, thẩm quyện cũng là thuận miệng lên tiếng, hắn kỳ thật căn bản liền không có cảm thấy sẽ lại đụng phải. Người ta rõ ràng liền là tùy tiện nhìn xem, không biết cái kia hai đồ đần tại vui vẻ cái gì sức lực, còn cùng hắn đánh cược cái này tiên nữ lúc nào sẽ lại đến, nàng đến cùng nghĩ văn cái gì. Kết quả không nghĩ tới, hôm nay còn không có quá khứ, buổi tối liền gặp được. Mà lại cô nương này cũng không biết là lá gan mập hay là thật định đem nàng, tùy tiện đi, sinh hoạt thái độ quán triệt chứng thực đến cùng, biết rõ chuyện gì xảy ra, nhìn đối phương một bang sáu bảy toàn thân viết đầy, ta là tới đánh nhau, nam nhân trùng trùng điệp điệp đi tới, nàng còn ngồi sổng ở chỗ ấy ăn đến toàn vẹn quên mình, ăn đến bền lòng vững dạ, vừa ăn còn giống như có chút coi bọn họ là hí nhìn ý tứ thậm chí đối diện trần tử hạo nhìn xem nàng thời điểm nàng còn say sưa ngon lành cùng người ta đối mặt lên cái gì mau bệnh trần tử hạo là cái gì mặt hàng thẩm quyện cũng ít nhiều hiểu rõ một điểm đọc cái trường dạy nghề đại khái cũng không có đi có chui lên lớp tiểu lữ điếm thuê cái phòng đơn buổi sáng buổi chiều ra vào đều không phải cùng một cái cô nương mỗi ngày cứ như vậy hòa với đem hết toàn lực tiêu xài lấy hắn giá rẻ thanh xuân bên trong một điểm cuối cùng nhiệt lượng thừa Thẩm quyện cảm thấy mình mặc dù không tính là cái gì chính nghĩa sứ giả thật tốt thiếu niên, nhưng là tốt xấu cùng cô nương này cũng có duyên gặp mặt một lần, không có nhìn đạo lý. Cũng may Trần Tử Hạo hứng thú với hắn so xinh đẹp muội tử muốn lớn, mà lại lúc này tương đối cấp trên, còn có hậu mặt một ban huynh đệ nhìn xem, hắn đem câu nói này xem như là một cái hữu hiệu khiêu khích. Hồng bài một lần, địch quân bốt phẫn nộ giá trị lên cao 10 điểm. Trần Tử Hạo trầm mặt một chút, không nói chuyện hắn đối thẩm quyện kỳ thật cũng có kiên kỵ trần tử hạo trung chuyên thời điểm đối diện liền là thẩm quyện trường học thập tứ trung học khi đó thẩm quyện sơ trung hai người gặp qua mấy lần rất nhiều chuyện trần tử hạo có nghe nói qua lúc ấy hắn xem thường một sơ nhị tiểu thí hài có thế có bao nhiêu ngư bức thẳng đến về sau hắn tận mắt nhìn thấy quá một lần tiểu thiếu niên khi đó còn không có làm sao bắt đầu trường cái nhi dắt lấy cái cao hơn hắn một đầu người cổ áo một đường kéo vào trong hẻm nhỏ, ban một tiếng lắc tại sắc lá thùng rác bên trên. Thùng rác lật ra từng cái nhi, cùng ụt cục lăn ra ngoài thật xa, một đống lớn túi nhựa vẫy ra tới. Người kia rên rỉ lấy nhỏ giọng nói câu gì, thẩm quyện cười lạnh một tiếng. Lạnh đến thực chất bên trong, mang theo âm trầm lại bén nhọn lệ khí. Lại về sau thẩm quyện chọc sự tình, nói là kém chút đem ai đánh thành người thực vật, bởi vì trong nhà có tiền cho nên giải quyết rất nhiều người bán tính bán nghi trần tử hạo đã cảm thấy tám thành là thật hôm nay chuyện này lúc đầu cùng hắn không có nửa điểm quan hệ liền là hắn mới quen đấy huynh đệ cùng thẩm quyện bên này người lên xung đột lúc trước hắn không biết cũng căn bản không nghĩ tới thẩm quyện sẽ đến nếu như biết hắn đến trần tử hạo đại khái cũng sẽ không đến giúp đỡ thò đầu ra trần tử hạo ngậm lấy điếu thuốc nhìn xem hắn cười một tiếng làm sao Quyện gia hôm nay rảnh rỗi như vậy, đến cho huynh đệ ra mặt. Ngữ khí khá lịch sự. Xác thực không nghĩ chọc hắn. Đại lão bình thường đều là sẽ cân nhắc rất nhiều. Trần Tử Hạo làm ác nhân đại ca mạch suy nghĩ tự nhiên chính quẹo 18 rẻ. Hai giây nội tại làm sao bây giờ cái này bức muốn giả xong sao cùng vẫn là không thế nào nghĩ gây hoặc là rút lui đi ở giữa điên cùng nhảy vọt cân nhắc so sánh cấp tốc cân nhắc không đợi hắn làm ra lựa chọn đã nhìn thấy thẩm quyện hướng 7.11 cửa một chỉ bình tĩnh nói không phải ta đến mua chai nước trần tử hạo có một nháy mắt mờ mịt không rõ là cái gì để cái này có vô số truyền kỳ đại lão bây giờ nhìn lại như thế Phật đoán chừng mờ mịt cũng không chỉ một mình hắn an tĩnh mấy giây thẩm quyện sau lưng đồ lau nhà số hai vương nhất dương phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu trên ba ba ngài chuyện ra sao a à? Lâm ngữ kinh cắn ngư bài, nhịn không được cười đưa mắt lên nhìn, muốn nhìn một chút đồ lau nhà số 2 nói lời này lúc biểu lộ. Kết quả cái gì cũng không thấy được, thẩm quyện rất cao, bởi vì khoảng cách quá gần, đứng tại trước mặt nàng đem nàng một nửa ánh mắt đều che khuất, mà lại nàng ngồi xổm, hắn đứng đấy, từ góc độ này hắn chân nhìn càng dài, cái mông cũng. Lâm ngữ kinh thưởng thức một hồi xã hội tra bờ mông, một bên đem ngư bài ăn hết, tâm trúc tử hướng chén giấy bên trong một đâm, đâm cái không? Cúi đầu mắt nhìn, đã ăn xong, chỉ còn lại một chút canh. Nàng vẫn chưa thỏa mãn thở dài, chén giấy đặt ở bên cạnh trên bậc thang, lại đem cơm nắm cầm lên, bắt đầu lột túi hàng. Trong suốt nhựa túi hàng, lột bắt đầu có ào ào thanh âm, tại cái này dương cung bạc kiếm không khí hạ không kiên nể gì cả đến phi thường phách lối. Thẩm quyện quay đầu, trong mắt nhìn nàng một cái. Lâm ngữ kinh không có phát hiện, cuối đầu nghiêm túc lại chuyên chú cùng cơm nắm túi hàng làm lấy đấu tranh cái đồ chơi này dính đến còn rất gấp rốt cục xé mở đóng gói thời điểm nàng nghe thấy thẩm quyện nói ta có chút nghi khốn thanh âm thiếu niên nhạt nhẽo mang theo một chút xíu giọng mũi liền lộ ra tùng tùng miễn cưỡng cho nên động tác nhanh lên đi muốn bên trên cùng tiến lên giải quyết xong trở về đi ngủ ngày kia khai giảng ta ngày mai đến bổ bài tập trần tử hạo lâm ngữ kinh đám người. An tĩnh quỷ dị. Ngươi nghe một chút, đây là cái gì muốn ăn đòn ngữ khí, cái gì muốn ăn đòn phát biểu. Lâm ngữ kinh nhìn không thấy những người khác là biểu tình gì, dù sao nàng là dọa đến tay run một cái, vừa xé mở cơm nắm ba chích chích một chút rơi trên mặt đất. Không phải, đây rốt cuộc là một cái như thế nào xã hội ca. Đây cũng quá điểu. Ngài nguyên lai lại còn học đâu. Ngài sẽ còn giao bài tập A hắn chủ nhiệm lớp nhất định rất vui mừng, người này đang đuổi trận đánh nhau trong lúc cấp bách, lại còn nhớ muốn tại nghỉ hè cuối cùng hai ngày rút thời gian đến bổ cái bài tập. Ác nhân đại ca ngược lại là hết sức bảo trì bình thản không có lên tiếng, bất quá hắn có người sau lưng nhịn không được. Lâm Ngữ Kinh cũng cảm thấy thẩm quyện người này xác thực muốn ăn đòn, hoàn toàn không có đem người coi là gì, trong giọng nói tất cả đều là các ngươi bọn này lãng phí lão tử lúc ngủ ở giữa ngu xuẩn, làm hội đồng thái độ 10 phần không đứng đắn người kia hướng phía trước mấy bước đi tới, sau thẩm quyện cao hơn một nửa, nhìn rất tráng, mặt màu đen sau lưng cùng quần thể thao ngắn, lộ ra rắn chắc khối cơ thịt, ánh mắt rất hung. Ngươi ngư bức A, bắp chân ca khí thế bức người, hạo ca bảo ngươi một tiếng là cho mặt mũi ngươi, ngươi thật đúng là đem mình làm da rồi. Con mẹ nó ngươi có phải hay không cảm thấy mình rất điểu, thẩm quyện đi về phía trước một bước, một quyền nện ở hắn dạ dày bên trên. Ra tay rất nặng, lâm ngữ kinh nghe thấy được nhục thể va chạm tiếng vang trầm trầm bắp chân ca chưa nói xong bị trực tiếp đánh gãy nôn khang một tiếng cung thân không lưng đi xuống còn chưa kịp phản ứng thẩm quyện một tay nắm lấy đầu hắn phát bỗng nhiên hướng xuống kéo một cái đầu gối nhô lên đến ban một tiếng đụng vào dùng gương mặt kia nhiệt tình hôn đầu gối của hắn xương một cái tay khác đối dạ dày lại là một quyền bắp chân ca gọi đều không có kêu thành tiếng thẩm quyện dắt lấy tóc của hắn lần nữa kéo lên hắn bị ép ngẩng đầu lên, máu mũi tí tách hướng xuống trôi, đỏ hồng mắt nhìn hắn chầm chầm. Miệng ngập ngừng, tự hồ là nghĩ ra thanh. Thẩm quyển dắt đầu hắn phát lỏng tay ra, một cước đá vào hắn trên đầu gối, bắp chân ca bị đạp một cái lão đảo, khó khăn lắm đứng vững chân sau mềm nhũng, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Không một người nói chuyện, liền lâm ngữ kinh đều không có kịp phản ứng. Bắp chân ca một thân khối cơ thịt phản phất là bơ sung lên, người quỳ trên mặt đất, một tay chống đất, che lấy dạ dày co rút lấy nôn khang, nước chua thẳng hướng bên trên phản, lại cái gì đều không có phun ra. Thẩm quyện trong mắt, thần sắc hờ hững nhìn xem hắn, câu môi cười cười. Quyện gia khẳng định điểu A. Bắp chân ca đại khái cũng coi là địch quân trận doanh người đứng thứ hai loại hình nhân vật, tóm lại hắn chịu đánh một trận, đối diện cảm thấy bị nhục nhã đến 10 phần triệt để, thế là sôi trào, nương theo lấy các loại quốc mạ liền muốn xông đi lên đồ lau nhà số hai dương nanh múa vuốt nhào ra ngoài bẩn biện nhi trên không trung bay múa ra 10 phần cung cảm giác tiết tấu một bên gầm thét một bên vung ra một cái xinh đẹp trái đấm móc lão tử công việc mình làm tự mình giải quyết ta cút mẹ mày đi đến a à, đều đến đánh ta a à, đánh chết ta à lâm ngữ kinh cảm thấy hiện tại thiếu niên bất lương làm sao đều như thế có ý tứ chứ cơm nắm vừa mới rơi trên mặt đất nàng dùng túi hàng bao lấy nhặt lên nghỉ đi ném vào trong thùng rác kết quả vừa quay đầu đã nhìn thấy 7.11 cửa hàng tiện lợi bên trong đại cửa sổ thủy tinh sau, thu ngân viên tiểu tỷ tỷ bối rối đã cúp điện thoại động tác, bên trong mấy cá nhân viên cửa hàng tập hợp một chỗ, đều tại nhìn về bên này. Nàng dừng một chút, tại tự mình một người vụng trộm chạy đi cùng nói cho bọn hắn một tiếng ở giữa do dự, nghỉ mấy giây, vẫn là tay dơ lên, nhẹ nhàng kéo đứng ở trước mặt hắn thiếu niên tay áo. Thẩm quyện lúc đầu ở bên cạnh xem kịch thấy rất say sưa ngon lành, bọn hắn bên này người mặc dù ít, nhưng là tưởng hàng vương nhất dương đều tương đối biết đánh nhau, đối diện lại phế đi một cái còn nằm rạp trên mặt đất nôn, cho nên hẳn là cũng không có vấn đề gì. Lại xem đồng hồ, 10 giờ hơn. Hắn đang chuẩn bị vụng trộn lui về nhà đi tắm đi ngủ, cảm nhận được từ phía sau nơi ống tay áo truyền đến một chút xíu rất nhỏ sức kéo. Thẩm quyện quay đầu lại, trong mắt mắt nhìn tay áo của mình. Bị hai ngón tay nắm vuốt, tinh tế bạch bạch, móng tay tu được mượt mà sạch sẽ cuối cùng mang theo một chút xíu màu trắng tiểu nguyệt răng lại sau này là xinh đẹp mảnh khảnh tay cùng một đoạn được không trong suốt thủ đoạn hắn vén vén mí mắt ánh mắt bên trên trời nhìn xem kéo hắn tay áo cô nương nhướng mày biểu thị nghi vấn lâm ngữ kinh buông lỏng tay chỉ chỉ cửa hàng tiện lợi bên trong thu ngân viên thấp giọng nói ta vừa mới thấy được nàng giống như báo cảnh sát bên kia nhi chính kích liệt cận thân vật lộn tạp âm rất lớn thẩm quyện không nghe rõ, nhíu nhíu mày cúi người xuống, đầu xích lại gần một chút nhi. Hả? Lâm ngữ kinh cũng phối hợp lấy hướng phía trước thò đầu một cái, tiến đến hắn bên tai lập lại. Vừa cái kia tiểu tỷ tỷ tựa như là báo cảnh sát. Thẩm quyện nghe được thanh thanh đạm đạm một điểm điềm hương mùi vị, giống như là buổi chiều trong hoa viên hương hoa hỗn hợp có vừa ra lò hoa quả thác cùng ngọt sữa bò. Hắn bất động thanh sắc nghiêng nghiêng đầu, kéo ra một điểm khoảng cách, đứng lên, cái kia đi thôi. Lâm Ngữ Kinh ngẩn người, đi theo đến. A, à. không phải báo cảnh sát a. À. Thẩm quyện ngáp một cái, hướng bảy. Mười một dặm mặt đi. Lâm Ngữ Kinh trầm mặt hai giây, chân thực nhịn không được. Ngươi tại sao còn chưa ngủ tỉnh? Len ke một tiếng, cảm ứng cửa thủy tinh mở ra, Thẩm quyện nhìn nàng một cái, hướng đồng hồ treo trên tường phương hướng dương lên cái cằm. 10 giờ rưỡi, tốt nhất giấc ngủ thời gian. Hợp lấy ngài vẫn là cái dưỡng sinh xã hội ca. Lâm ngữ kinh liếc mắt, nhìn xem thẩm quyện tại nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ hoảng sợ nhìn chăm chú bình tĩnh đi tủ lạnh trước chạy một vòng, ôm một cái cơm nắm, thuận tiện chuyển tiếp, hắn thật đúng là mua chai nước. Trở về lại cầm một bao khăn ướt giấy, tính tiền, sau đó tại nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ đem cơm nắm nhét vào lò vi ba bên trong làm nóng thời điểm xé mở khăn ướt giấy đóng gói, rút ra một trương dựa vào trước quầy thu tiền chậm rãi xoa tay đại khái là bởi vì hắn vừa mới đánh bắp chân ca thiếu niên thân hình thon dài gầy gò biến nhắc dựa vào quầy thu ngân đứng yên tĩnh lại chuyên chú bộ dáng không có nửa điểm vừa mới đem mặt người hướng trên đầu gối tạp lúc ngoan lệ tay rất xinh đẹp tại cửa hàng tiện lợi dưới ánh đèn lộ ra lạnh bạch có thế trông thấy nhàn nhạt màu xanh mạch máu hắn cúi đầu mũi rất cao tóc tráng tự nhiên rủ xuống nửa che ở đen nhánh hẹp dài mắt, lông mi không phải dài lắm, lại hết sức nồng đậm, đuôi tiệp dương lên đuôi mắt trao lên, lạnh lùng lại đa tình mắt hình. Lâm ngữ kinh nhìn thoáng qua rõ ràng có chút sợ hãi, nhưng lại nhịn không được một mực vụn trộn nhìn hắn nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ nội tâm sách một tiếng. Liền gương mặt này, trước đó đều không nói, về sau đến tai họa bao nhiêu tiểu cô nương A. À. Lò vi ba, len ken, một tiếng chuyển tốt, thẩm quyền động tác dừng lại, ngẩng đầu lên, nhìn xem thu ngân nhân viên cửa hàng. Tiểu tỷ tỷ còn tại nhìn xem hắn, sửng sốt hai giây mới phản ứng được, đỏ mặt vội vàng mở ra cái khác ánh mắt, mở ra lò vi ba, dùng khăn giấy bao lấy cơm nắm lấy ra. Thẩm Quyền nhận lấy nói tiếng cảm ơn, đem khăn ướt giấy ném vào trong thùng rác, quay người ra 7.11. Lâm ngữ kinh đi theo hắn ra ngoài. Gió đêm ôm lương, hai người vòng qua cửa một đám chém chém giết vết trung nhị thiếu niên cấp tốc rút lui phạm tội hiện trường đi ra ngoài một cái đầu phố lâm ngữ kinh dừng bước lại quay đầu nhìn thoáng qua loáng thoáng giống như thấy được cảnh sát cắt thúc thúc thân ảnh trên trời rơi xuống chính nghĩa thiếu niên bất lương tan tác như chim muôn nàng quay đầu ngươi thật mặc kệ ngươi bằng hữu a à. cứ như vậy trượt ngươi có còn muốn hay không làm cái có tin phục lực xã hội ca thẩm quyện tân một tiếng không có quay đầu nhìn, đưa trong tay cơm nắm đưa cho nàng. Thiếu niên xinh đẹp tay cầm cái cơm nắm ngã vào trước mặt nàng, lâm ngữ kinh ngẩn người, nháy hai lần mắt. Hả? Vừa mới cái kia không phải rơi mất. Thẩm quyện nói. Tác giả có lời muốn nói. Quyện gia khẳng định điểu A. D. Chương 5. Suốt đêm bổ bài tập. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com không biết có phải hay không là bởi vì vây xem một trận khẩn trương kích thích đánh nhau tiêu hao hết không ít tinh thần, Lâm Ngữ Kinh buổi tối ngủ được đặc biệt tốt, là nàng đến bên này trong ba ngày ngủ được thơm nhất một giấc. Một đêm không mộng, sáng ngày thứ hai nàng mở mắt thời điểm, thậm chí có chút hoảng hốt, có như vậy một nháy mắt cho là mình còn tại lúc đầu trong nhà. Nàng trừng mắt nhìn, trông thấy khói màu hồng rơi lấy viền ren nặng nề màn cửa cùng màu trắng sữa trường nhung thảm, mới chậm rãi lấy lại tinh thần bình tĩnh mà xem xét, quan hướng mai mặt ngoài công phu làm được kỳ thật 10 phần đúng chỗ, tại lâm ngữ kinh còn không có tới thời điểm, phòng nàng đã giúp nàng chuẩn bị xong, thậm chí còn có nguyên bộ lông nhung búp bê cùng mấy bộ nhìn liền rất đắt áo ngủ, nhìn phi thường để ý. Nếu là gặp mặt ngày thứ nhất thời điểm đem trong mắt một chút kia đề phòng cùng xa cách giấu cho dù tốt một chút, lâm ngữ kinh đoán chừng hiện tại cũng có thế tình thâm ý cắt gọi nàng một tiếng mẹ. Bọc lấy chăn lăn hai vòng, lâm ngữ kinh bò xuống giường tắm rửa một cái đổi quần áo về sau đi xuống lầu cùng phó minh tu cùng nhau ăn mười phần hít thở không thông điểm tâm trong lúc đó hai người không nói một câu lâm ngữ kinh nói với hắn sáng sớm tốt lành thời điểm hắn thậm chí liền cũng không ngẩng đầu từ đầu đến cuối mặt đen lên một chút cũng không nhìn nàng lâm ngữ kinh nàng người ca ca này vì cái gì nhìn so với hôm qua tâm tình càng không tốt rồi tâm tư của nam nhân thật đúng là giống kim dưới đáy biển người vĩnh viễn không biết hắn đến cùng vì cái gì lại không cao hứng nàng cũng lười lý ăn xong điểm tâm về sau liền lên lâu trở về phòng đi vừa mới tiến gian phòng đóng cửa lại mạnh vĩ quốc điện thoại đánh tới lâm ngữ kinh ngồi xếp bằng trên giường nhìn ngoài cửa sổ nhận ba ba tiểu ngữ là ta quan hướng mai cười nói lâm ngữ kinh dừng lại ngoan ngoãn hỏi một tiếng tốt Quan hướng mai lên tiếng, thanh âm ôn nhu. Ngày mai khai giảng đi. Ân. Ừ. Lâm ngữ kinh ánh mắt rơi vào phía trước cửa sổ trên mặt bàn, phía trên kia đặt vào cái đen xì đồ vật, lâm ngữ kinh hiếp hạ mắt, chăm chú nhìn trong chốc lát. Trường học ta trước đó giúp ngươi liên hệ tốt, minh tu tuần sau mới khai giảng, ngày mai để hắn dẫn ngươi đi. Ân. Ừ. Ờ, là ngày hôm qua cái cơm nắm, quên ăn. Muốn khai giảng, chớ khẩn trương, cũng không cần sợ hãi. Ân, đây là khai giảng vẫn là trên chiến trường. Quan hướng mai, có chuyện gì liền nói với Minh Tu, không cần ngại ngùng, vừa vặn hắn trường học cách cũng gần, bình thường hắn có thế chiếu cố ngươi điểm. Lâm ngữ kinh nhướng nhướng mày, đối phó Minh Tu chiếu cố nàng một chút chuyện này không ôm bất luận cái gì kỳ vọng. Tốt, cảm ơn A Di. Lâm ngữ kinh nói. Quan hướng mai bàn giao đến không sai biệt lắm, cúp điện thoại, Lâm Ngữ Kinh để điện thoại di động xuống, ngồi ở trên giường ngây ngẩn một hồi, thở dài. Liền một cái mẹ kế tới nói, vô luận là thật tâm vẫn là diễn trò, quan hướng mai làm được cũng không tệ, chí ít đến bây giờ, giống như nơi nào đều rất đúng chỗ, tìm không ra bất kỳ sai lầm nào tới. Nàng trước kia khai giảng thời điểm, Lâm Chỉ cũng không có quan tâm như vậy quá nàng. Lâm Ngữ Kinh đưa di động nhét vào trên giường, người bò xuống giường ra đồng đi đến trước bàn cầm lấy cái kia cơm nắm, nhìn thoáng qua bảo đảm chất lượng kỳ, 0.5 độ 3 ngày. Nàng mở ra đến, cắn một cái, biến chất gạo trắng thiêu vị chua tại trong miệng lan tràn. Quá dốc hết tâm can. Lâm ngữ kinh xông vào trong toilet đem chiếc kia cơm nắm nhã sạch sẽ, lại thấu nhiều lần miệng, mới phát giác được mùi vị đó phai nhạt một chút, trở về nhìn xem trên bàn cái kia cắn một cái cơm nắm. Lâm ngữ kinh đột nhiên cảm thấy có chút xin lỗi thẩm quyện lãng phí một vị không tốt xã hội thiếu niên giang hồ lão đại dùng hắn còn sót lại một chút ôn nhu và thiện tâm mua cho nàng cơm nắm. Quan hướng mai mặc dù là nói để Phó Minh Tu mang theo nàng đi trường học, bất quá lâm ngữ kinh cũng không cảm thấy Phó Minh Tu thật sẽ mang nàng cùng nhau, sáng sớm hôm sau, nàng không sai biệt lắm thời gian lúc xuống lầu, dưới lầu quả nhiên không ai. Trương Di người tại phòng ăn, lâm ngữ kinh uống cốc sữa bò đã ăn xong trứng tráng, nhặt được tấm ảnh bánh mì nướng bánh mì ngậm đi ra ngoài ra cửa sân trông thấy lão lý chính đứng tại bên cạnh xe cúi đầu nhìn điện thoại lâm ngữ kinh đi qua có chút nghiêng nghiêng thân lão lý vội vàng ngẩng đầu lên nụ cười trên mặt còn chưa kịp thu hồi đi màn hình điện thoại di động vô ý thức tại trên quần áo cọ sát một chút vội nói lâm tiểu thư sớm lâm ngữ kinh dư quang đảo qua trông thấy trên màn hình điện thoại di động thiếu niên nụ cười sáng lạng mặt dừng một chút. Miệng nàng bên trong ngậm bánh mì nướng lên xe, hàm hàm hồ hồ trở về một tiếng. Lý thúc sớm. Lâm ngữ kinh trường học mới cùng nhà mới không tại một cái khu, bình thường lái xe đi đại khái nửa giờ thời gian. Đầu tháng 9, không ít trường học khai giảng, lại là đi làm sớm cao phong, xe trắng đến một chuỗi một chuỗi, trông thấy bác trung cửa trường đã là hơn một giờ sau, ngăn ở trường học bên ngoài một con đường, phía trước xe xe gồm biển, nàng dứt khoát xuống xe, chính mình đi qua, trông thấy không mặc ít lấy đồng phục thiếu niên thiếu nữ cưỡi xe đạp từ bên cạnh xe đạp đạo quá khứ, lộ ra trên đường phố trắng đến thật dài cái kia một chuỗi xe sang trọng liền phá lệ thiểu năng. Lâm ngữ kinh đi đến cửa trường học, đầu tiên là ngửa đầu thưởng thức một chút rộng lớn bát trung cửa trường. Quan hướng mai hôm qua gọi điện thoại cho nàng trước đó, nàng thậm chí liền cao trung còn lại hai năm ở nơi nào đọc đều không có hỏi qua, hiện tại xem ra, trường học này hẳn là còn rất tốt. Chí ít nhìn như vậy bắt đầu dáng dấp cũng được. Đại môn đi vào một cái quảng trường nhỏ, chính đối thật dài một loạt không nhìn thấy cuối hàng cây bên đường, bên tay trái mấy cái rất lớn bên ngoài sân bóng rổ, bên tay phải các loại kiến trúc, không biết đều là cái gì. Lâm ngữ kinh đi đến quảng trường nhỏ bên cạnh chỉ đường tiêu trước, thuận một mực đi lên phía trước, nhìn thấy đại khái là chủ giáo học lâu. Bốn tầng cao lõm hình kiến trúc, nàng đứng tại cửa có chút mờ mịt không biết cao nhị có phải hay không nhà này phòng giáo sư làm việc ở đâu tầng vừa vặn quay người lại trông thấy bên trong ra cái lão sư lâm ngữ kinh liền vội vàng tiến lên hai bước lão sư tốt lão sư trưởng phải cùng ái dễ thân một đầu địa trung hải cười ha hả lên tiếng liền vội vã đi ra ngoài lâm ngữ kinh vội vàng nói ta là mới tới học sinh chuyển trường ta muốn hỏi một chút cao nhị lầu dạy học là chỗ này sao Lưu Phúc Giang là cao nhị 10 ban chủ nhiệm lớp, từ khi tiếp ban này về sau, hắn vô số lần nghĩ lại mình rốt cuộc là lúc nào chọc tới trường học tầng quản lý. Bác Trung nặng lý nhẹ văn, khoa học tự nhiên ban 10 cái, văn khoa ban 6 cái, ban một thí nghiệm ban, tùy tiện lôi ra tới một cái đều là cầm qua các loại thưởng nhân vật phong vân, 10 ban tùy tiện lôi ra tới một cái, cũng là nhân vật phong vân. Lưu Phúc Giang hơn 50 tuổi người, giáo sinh vật, Phật nhiều năm như vậy cho tới bây giờ không có làm qua chủ nhiệm lớp, không rõ vì cái gì lần thứ nhất trực ban chủ nhiệm liền biến thành một ban nhân vật phong vân người quản lý. Nhưng là đã muốn làm, vậy sẽ phải hết sức làm được tốt nhất, Lưu Phúc Giang cảm thấy, không có giáo không tốt hài tử, chỉ có giáo không tốt hài tử lão sư, cho nên mở đầu khóa học trước, hắn nhìn một tuần lễ phạm tội tâm lý học ở ngục giam tâm lý học làm một cái hợp cách giám ngục, ngự tù có thuật lúc nghe sắp sẽ có một cái học sinh chuyển trường muốn tới thời điểm lưu phúc giang còn đắm chìm trong đối với tương lai giáo dục sự nghiệp mỹ hảo ước mơ đầy nhiệt tình cảm xúc tăng vọt bóp lấy một chút chuẩn bị đến cửa trường học đi nên đón bạn học mới đến kết quả vừa ra lầu dạy học người liền cho đụng phải cao nhị sinh vật tổ phòng giáo sư làm việc lưu phúc giang cười hít mắt nhìn xem nàng ngươi gọi là lâm ngữ kinh lâm ngữ kinh gật gật đầu nữ hài tử còn không có lĩnh đồng phục áo sơ mi trắng váy đen đâm sạch sẽ bím tóc đuôi ngựa rất xinh đẹp một cái tiểu cô nương cũng không giống là không nghe lời vấn đề học sinh lưu phúc giang đem trên bàn ngự tù có thuật yên lặng dùng bài thi ép bắt đầu giấu ở phía dưới ngươi là từ đế đô bên kia tới ân lâm ngữ kinh nhẹ gật đầu trường trung học phụ thuộc a lưu phúc giang lại hỏi lâm ngữ kinh tiếp tục gật đầu lưu phúc giang cười ha hả trường trung học phụ thuộc thế nào không có trường học chúng ta đại a à. hắn biểu lộ rất tự hào trường học chúng ta bao lớn a à. lâm ngữ kinh lâm ngữ kinh gà con mổ thóc cách thức gật đầu phụ họa nói có thế quá lớn á à? lưu phúc giang nhìn đối nàng rất hài lòng từ sân trường hoàn cảnh cho tới dạy học chất lượng trường học của chúng ta mặc dù tại A Thị không tính là số một số hai danh giáo, nhưng là cũng coi là xếp hàng đầu trọng điểm, giáo sư tố chất cùng dạy học cơ bản chất lượng khẳng định là có thể cam đoan, khác ta đều không nói trước, liền đi năm, năm ngoái ngươi biết trường học chúng ta tỷ lệ lên lớp là bao nhiêu không? Lâm ngữ kinh hiếu kỳ cực kỳ. Bao nhiêu? Lưu Phúc Giang vỗ bàn một cái. 98% Lâm ngữ kinh Qua phản ứng của nàng cho Lưu Phúc Giang mang đến thỏa mãn cực lớn cảm giác. Ngươi biết năm ngoái trường học chúng ta một bản tiếng tuyến suất bao nhiêu không? Không biết. Lưu Phúc Giang. 90%. Lâm Ngữ Kinh. Qua. Sát vách bàn sinh vật lão sư. Lưu Phúc Giang đối bạn học mới phi thường hài lòng, lại nói mấy câu, dự bị Linh vừa vặn vang lên, liền mang theo nàng hướng 10 ban đi. Chung vào học còn không có đánh, đồng học lục tục hướng trong lớp đi lầu dạy học hành lang tia sáng sáng tỏ mấy cái nam sinh nữ sinh đùa giỡn phần phật chạy tới lưu phúc giang tâm tình rất cốt cất cao cuốn họng hướng trước mặt gào trong hành lang không cho phép đùa giỡn lâm ngữ kinh bị hắn đột nhiên xuất hiện một giọng dọa đến một cái giật mình lưu phúc giang chú ý tới nghiêng đầu đến hù dọa ngươi rồi lâm ngữ kinh liền vội vàng lắc đầu không có không có lưu phúc giang cười đi, vậy ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lâm Ngữ Kinh suy nghĩ chính mình đọc cái sách muốn làm gì chuẩn bị tâm lý. Mười ban phòng học tại bốn tầng hành lang ở giữa nhất, trong tay nàng ôm cái không cặp sách, đi theo Lưu Phúc Giang tiến phòng học. Lâm Ngữ Kinh buông thõng mắt, đứng tại bục giảng bên cạnh, cảm thấy có chút minh bạch Lưu Phúc Giang vừa mới vì cái gì để nàng chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chung vào học vang lên, phía dưới một đám người ô ép một chút rối bời một mảnh, nữ sinh ngồi trên bàn hi hi ha ha cười thành một đoàn, một cái nam sinh mang theo cái đồ lau nhà cán loãng soảng tạp phía sau bảng đen. Ai mẹ hắn đụng đến ta trà hoa cúc rồi. Lưu Phúc giang hắn giọng một cái, ôn thanh nói. Khi cái gì a, à, tất cả mọi người an tĩnh một chút, lên lớp. Không ai lý. Lưu Phúc Giang cũng không tức giận. Ta là Lưu Phúc Giang, từ hôm nay trở đi chính là các ngươi chủ nhiệm lớp, chúng ta sắp vượt qua các ngươi nhân sinh bên trong trân quý nhất hai, đằng sau cái kia dơ cây lau nhà cán nam sinh có phát hiện mới, phẫn nộ giá trị đạt đến điểm tới hạn. Ai mẹ hắn đem nồng canh bảo ném ta trà hoa cúc bên trong. Lưu Phúc Giang kiên nhẫn. Hai năm, ta cũng là lần thứ nhất trực ban chủ nhiệm, ta tin tưởng vững chắc không có giáo không tốt học sinh, chỉ có sẽ không dạy học sinh lão sư. Lâm Ngữ Kinh luôn cảm thấy Lưu Phúc Giang vừa mới nói cái kia 98% tỷ lệ lên lớp là lừa gạt người. Nàng thở dài, dẫn theo không cặp sách đứng tại bục giảng bên cạnh, bất động thanh sắc đi lên đầu khẽ nghiêng, cuối thấp đầu nghe Lưu Phúc Giang lại bắt đầu nói đến chính mình dạy học nhiều năm như vậy thần bí chuyện cũ. Một cái nào đó trong nháy mắt, trong phòng học đột nhiên an tĩnh. Lưu Phúc Giang thanh âm lộ ra phá lệ rõ ràng. Ta lúc ấy cũng còn trẻ, tính tình không hề tốt đẹp gì ta liền hỏi cái kia học sinh ngươi vì cái gì đến trễ lúc ấy các ngươi đoán hắn nói với ta cái gì hắn nói lão sư ta hôm qua suốt đêm bổ bài tập không có bắt đầu ta còn có thể nóng giận sao tốt bao nhiêu hài tử a không một người nói chuyện phía dưới hoàn toàn yên tĩnh lâm ngữ kinh ngẩng đầu lên thuận tầm mắt mọi người hướng cửa nhìn thoáng qua thẩm quyện đứng tại cửa trên thân thành thành thật thật một thân đồng phục bạch áo khoác, quần đen, tóc thoạt nhìn là còn chưa kịp quản lý, hơi có chút loạn, mí mắt cụp xuống, thanh âm khàn khàn, mang theo nồng đậm giọng mũi. Lão sư tốt, ta hôm qua suốt đêm bổ bài tập, đến muộn. Tác giả có lời muốn nói. Quên thả tồn cảo trương gây của VW. Chương 6 Mặt hướng của ngươi ngồi cùng bàn. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Bình tĩnh mà xem xét, bác trung tại a thị mặc dù không phải cái gì đứng đầu tốt trường học nhưng xem như dựng vào trọng điểm cái đuôi cũng thuộc về hàng năm đều có số lớn học sinh gia trưởng hoa đủ tiền mão dùng sức muốn đem hài tử đi đến nhét trường học hàng ngũ mà lại trường học này phi thường có tiền thư viện tàn thư lượng kinh người ký túc xá học sinh xây đến cùng cao cấp chung cư nhà ăn tầng cao nhất lại còn có ý đồ ăn mặc dù cơ bản không có người nào đi mọi người so với cao cấp phòng ăn càng ưa thích đi trường học bên ngoài ăn tấm mặt cùng bún thập cẩm cây. Chỗ bên trong vòng lại chiếm diện tích kinh người, tỷ lệ lên lớp lão đại nhất trung còn không có nó một nửa lớn. Lưu Phúc Giang xác thực có tự hào vốn liếng, trường học của chúng ta đại đi. Trường học của chúng ta còn có tiền. Mà thẩm đại gia loại trình độ này nhân vật phong vân trong trường học tương đối nổi danh chuyện này, Lâm Ngữ Kinh cũng sớm có đoán trước dù sao sao động tuổi dậy thì, vẫn là mọc ra như vậy khuôn mặt xã hội ca. Vấn đề nằm ở chỗ, A à Thị có nhiều như vậy cao trung, hắn vì cái gì tại thứ bác trung học cao nhị 10 ban nổi danh. Lâm Ngữ Kinh cảm thấy một số thời khắc không tin tà không được, nàng cùng thẩm quyển xác thực xem như hữu duyên, nàng tới này tòa thành thị một tuần lễ, thấy người này ba trở về, sao nhìn thấy nàng cái kia ở tại cùng một tòa nhà trong phòng ca ca số lần còn nhiều hơn. Nàng nhìn hắn thời điểm, thẩm quyện cũng nhìn thấy nàng. Thiếu niên nhìn không có gì quá lớn phản ứng, chỉ trao lên xuống mi, lại khôi phục được hắn phi thường mang tính tiêu chí hờ hững buồn ngủ bộ dáng, hẹp dài mắt nhìn chầm chầm nàng. Một, hai, ba, bốn, năm. Nhìn năm giây, thẩm quyện đối nàng đánh cái đại đại ngáp. Lâm ngữ kinh. Ta là dáng dấp mười phần thôi miên vẫn là tính sao. Nàng liếc mắt nghiêng đầu đi, quyết định đối phần này tuyệt không thể tả duyên phận làm như không thấy. Lưu Phúc Giang trước đó là tại Bắc Lâu đầu kia giáo cao tam, mỗi ngày thâm cư không ra ngoài, chưa từng quan tâm ngoại trừ giáo án cùng lên lớp bên ngoài sự tình, càng không thế nào giải quá tuổi trẻ bây giờ cả ngày ở sân trường bên trong những này chém chém giết giết. Hắn không biết thẩm quyện, chỉ thấy thằng bé này đồng phục ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề, nói tới nói lui chậm rãi, còn làm cho người ta thích. Gián dấp cũng tốt, cao gầy, buông thõng tay đứng ở đằng kia thời điểm nhìn xem là có chút lười, cái kia lưng lại ưỡng đến mức giống cán cây trúc, thẳng tắp, như cái tiểu nam tử hán hình dáng. Liền là không có đeo cặp. Hả? Không có đeo cặp. Lưu Phúc Giang nói. Đến trễ nha, khai giảng ngày đầu tiên, muộn 2 phút liền muộn 2 phút, không có chuyện. Thẩm quyện cuối mình vái chào. Cám ơn lão sư. Lưu Phúc Giang hòa ái nhìn xem hắn. Vậy ngươi bài tập đâu? Thẩm quyện trầm mặt hai giây. Ta quên mang theo. Lưu Phúc Giang. Đám người. Lâm Ngữ Kinh. Huynh đệ, ngươi lời này nói đến người ta không có cách nào tiếp ngươi biết không? Bổ một cái suốt đêm bài tập nói quên mang liền quên mang theo, ngài cũng quá chân thật. Lâm Ngữ Kinh cũng không biết nên bày ra biểu tình gì tốt. Cái này nếu là đổi thành nàng tại trường trung học phụ thuộc thời điểm cái kia bạo tính tình chủ nhiệm lớp, hai người đến đánh nhau đi. Cũng may Lưu Phúc Giang là cái Phật gia tính cách, đồng thời phi thường vui với tin tưởng đồng học, nói người ngày mai mang đến đi liền để chính hắn trước tìm chỗ ngồi ngồi đi, thẩm quyện đi vào phòng học đứng ở bục giảng trước, quét một vòng tìm kiếm không vị. Cao nhị phân văn lý khoa về sau lớp đều là một lần nửa phân, cho nên hiện tại một lớp bên trong đồng học cơ bản một nửa một nửa, có chút nhận biết có chút không biết, chỗ ngồi cũng đều là tới trước được trước tùy tiện ngồi đại, hai người một bàn, Dựng thẳng bốn tổ nằm ngang sáu hàng, một lớp 48 người. Thẩm Quyện cái cuối cùng đến, trên cơ bản bên cửa sổ cùng hàng sau vị trí đều bị ngồi đầy, bục giảng ngay phía trước là yêu quý học tập tốt đồng học, chỉ còn lại dựa vào tường bên kia nhi hàng thứ nhất còn thừa lại một vị trí, cách một cái lối đi nhỏ bên cạnh còn có một cái. Thẩm Quyện chọn lấy dựa vào tường cái kia, đi qua cuối đầu nhìn xem ngồi tại bên ngoài nhi nam sinh kia, thanh âm rất bình tĩnh, phi thường có lễ phép nhường một chút, cảm ơn. Từ khi thẩm quyện tiến đến về sau, mười ban vừa mới còn khí thế ngất trời một đám người liền cùng bị bóp lấy cuốn họng gà con, một tiếng động nhỏ đều không có. Lúc này tầm mắt mọi người cũng đều đi theo quá khứ, an tĩnh đối đại lão nhập tọa nghi thức hành chú một lễ, liền lưu phúc giang đều bị bầu không khí này lây nhiễm, cũng không nói lời nào, dạy học kiếp sống ở trong những cái kia lệnh người hoài niệm người và sự việc cũng không nói, liền theo cùng nhau nhìn xem. Lâm Ngữ Kinh cũng không biết đây rốt cuộc có gì đáng xem, nhưng là đã tất cả mọi người đang nhìn, cái kia nàng cũng xem đi. Sau đó, nàng đã nhìn thấy cái kia ngồi ở bên ngoài nam sinh ở tất cả mọi người cùng thẩm quyện nhìn chăm chú, há miệng run rẩy từ bàn trong bụng móc ra cặp sách, cầm lên trên bàn bình nước, đứng lên đi đến cách cái lối đi nhỏ bên cạnh bàn kia ngồi xuống. Lâm Ngữ Kinh Lâm Ngữ Kinh nhớ lại một chút, thẩm quyện vừa mới nói đúng là nhường một chút, cảm ơn mà không phải lăn đi, cảm ơn. Cho nên nói cái này thẩm quyện tại bác Trung đến cùng có dạng gì truyền kỳ, cho ngươi sợ đến như vậy, để ngươi liền cùng hắn ngồi ngồi cùng bàn dũng khí đều không có. Thẩm quyện ngược lại là không có gì phản ứng, rất bình tĩnh liền tiến vào, ở cạnh lấy tường hàng thứ nhất ngồi xuống. Toàn bộ trong lớp, đại khái chỉ có Lưu Phúc Giang một người cảm thấy không có chút nào dị thường, hắn vô cùng hài lòng xoay đầu lại, nhìn thoáng qua lâm ngữ kinh, rốt cuộc ý thức được nàng đã đứng ở chỗ này tầm 10 phút cười ha hả nói đi cái kia lâm ngữ kinh ngươi cũng trở về chỗ ngồi đi trông thấy lâm ngữ kinh nhẹ gật đầu lưu phúc giang nói tiếp vị trí trước hết ngồi như vậy nếu có ngồi ở hàng sau nhìn không thấy đồng học tan học có thể tới tìm ta ta cho các ngươi lại điều khiển tinh vi một chút kỳ thật ta không quá yêu cho các ngươi đổi chỗ ngồi bởi vì nhiều khi a à, các ngươi nhân sinh bên trong lựa chọn thường thường là rất kỳ diệu, cái lựa chọn này phạm vi rất rộng, từ lớn đến nhỏ, thậm chí bao gồm các ngươi hiện tại chọn cái này chỗ ngồi A, đã ngươi lựa chọn ngồi ở chỗ này, vậy đã nói rõ nơi này, vị trí này cùng ngươi là có duyên phận, nó mảnh đất này như A, cái này từ trường cùng ngươi là đúng, hai người các ngươi tương hỗ hấp dẫn, cho nên ngươi lựa chọn nơi này. Lâm ngữ kinh mạch không thay đổi ôm cặp sách vòng qua bục giảng, đi đến toàn lớp một cái duy nhất chỗ trống bên trên, không có lựa chọn nào khác ngồi xuống. Thẩm quyện ghé vào trên mặt bàn phờ phạt mà nghe Lưu Phúc Giang bắt đầu một vòng mới thao thao bất tuyệt, lần này hắn diễn thuyết hoàn cảnh rất tốt, tất cả mọi người rất yên tĩnh, gà con nhóm ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào ngồi tại hàng thứ nhất đại lão cái ót cùng bởi vì nằm sấp mà cung trên lưng. Trước đó nồng canh bảo bị người ném trà hoa cúc bên trong vị kia anh em vừa vặn an vị tại lâm ngữ kinh phía sau, lâm ngữ kinh nghe thấy hắn dùng rất thấp âm lượng cùng hắn ngồi cùng bàn nói trời ạ à, thẩm quyện cùng chúng ta một lớp a hắn ngồi cùng bàn không nói chuyện trà hoa cúc tiếp tục nói vậy hắn tương đương với liền nghỉ học một năm a ta cho là hắn đến bị thôi học đâu hắn ngồi cùng bàn yên tĩnh như gà trà hoa cúc lần trước xảy ra chuyện cái kia có phải hay không liền là hắn ngồi cùng bàn a cái này đại lão thật trâu bức ngoại trừ bạn học mới còn ai dám cùng hắn ngồi một bàn, cũng quá mẹ hắn miệng sợ. Hắn ngồi cùng bàn cầu sinh dục mạnh phi thường, một cái rắm đều không có thả. Lâm ngữ kinh nghiêng đầu nhìn thẩm quyện một chút. Thiếu niên dựa vào tường lười biến nửa ghé vào trên mặt bàn, mua bàn tay chống đỡ mặt, sau óc đặt tại trên mặt tường, thần sắc không có thay đổi gì, nhìn không có một gợn sóng. Trà hoa cúc rốt cuộc mới phản ứng, dùng thanh âm thấp hơn nói. Ai, chúng ta hiện tại cái này âm lượng nói chuyện đại lão có thế nghe thấy sao an tĩnh hai giây thẩm đại lão đứng lên quay đầu đi biểu lộ bình tĩnh ngữ khí đạm mạc liền là giọng mũi y nguyên rất nặng nghe giống như là bị cảm có thế trà hoa cúc trà hoa cúc mặt mũi trắng bệch lắp bắp đúng 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 không nổi a à, ta không nói nói xấu ngươi thật không có đại lão không nói chuyện quay đầu khôi phục thành vừa mới cái tư thế kia nằm sấp. Trên giảng đài Lưu Phúc Giang Đại Khái đối với hiện tại yên tĩnh hoàn cảnh phi thường hài lòng, nói đến trồng bay phượng múa, lại một đoạn nhi phát biểu rốt cuộc chuẩn bị kết thúc, Lưu Phúc Giang hắn giọng một cái. Chúng ta hiện tại là mới lớp, có phải hay không, mới chủ nhiệm lớp, bạn học mới, cũng là khởi đầu mới, về sau mọi người liền đều là một cái tập thể, là mười đám người. Các ngươi đều là có cá tính tiểu hài, các ngươi tại về sau học tập trong sinh hoạt có thể sẽ có ma sát sẽ tồn tại một chút mâu thuẫn nhưng là bởi vì cái này làm phân liệt tại ta chỗ này là tuyệt đối không cho phép lưu phúc gian gián tươi cười vừa thu lại biểu lộ đột nhiên trở nên nghiêm túc ta biết các ngươi có chút đồng học lẫn nhau ở giữa nhận biết có chút còn không biết cho nên hiện tại ta bố trí ta làm chủ gánh các ngươi đảm nhiệm muốn các ngươi hoàn thành cái thứ nhất bài tập mọi người tất cả mọi người xoay người sang chỗ khác mặt hướng của ngươi ngồi cùng bàn cùng hắn đối mặt một phút từ thẩm quyện tiến đến đến nay một mực phi thường trong phòng học yên tĩnh lần thứ nhất truyền đến trận trận bạo động tất cả mọi người bị cái ngốc bước này bài tập chấn kinh phát ra trận trận bất mãn kháng nghị lão sư ta làm không được a à? quá hay đi lão sư giang ca cái này đừng a à? ta thao tống chí minh con mẹ nó ngươi ngu xuẩn đi ngươi đừng như thế hàm tình mạch mạch nhìn ta chằm chằm lưu phúc giang nhìn xem rất phật tại loại này hắn cảm thấy rất có thế xúc tiến đồng học yêu kỳ thật cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa sự tình bên trên lại ngoài dự liệu kiên trì cuối cùng mọi người không có cách bất đắc dĩ bắt đầu cùng ngồi cùng bàn đối mặt lâm ngữ kinh không nói xoay người sang chỗ khác thẩm quyện cũng chính nhìn xem nàng đối đầu thiếu nữ một lời khó nói hết ánh mắt sau hắn bình tĩnh nhướng nhướng mày trên giảng đài lưu phúc giang bắt đầu tính theo thời gian dự bị Bắt đầu. Lâm Ngữ Kinh mặt không thay đổi nhìn xem Thẩm Quyện, tận lực để cho mình bắt đầu thất thần. 10 giây. Lưu Phúc Giang nói. Lúc này mới qua 10 giây. 20 giây. Lâm Ngữ Kinh cả người cũng bắt đầu cứng ngắc. 30 giây. Lâm Ngữ Kinh bắt đầu điên cuồng suy tư cùng hắn có thể nói thứ gì. Nếu không nói câu nói, nàng bộ mặt cơ bắp đều muốn bắt đầu co quắp. Nhìn nhìn lại Thẩm Quyện, vẫn là vừa mới cái kia không có xương cốt giống như tư thế, rất bình tĩnh nhìn chầm chầm hắn mới ngồi cùng bàn nhìn. Thẩm quyện đối với các phái tướng mạo không có cái gì phân biệt năng lực, có đôi khi tưởng hàng vương nhất dương bọn hắn nói cô nương nào dáng dấp đẹp mắt bên nào cũng cho là mình phải đến hỏi hắn ý kiến thời điểm, hắn cảm thấy cũng liền như vậy đi, nhìn xem giống như đều không khác mấy. Hắn cái này mới ngồi cùng bàn, dám dấp ngược lại là rất có nhận ra độ. Điếm tóc đuôi ngựa, váy xếp nếp, dẫm lên đôi màu đen tiểu dày da, quá gối tất chân bao vây lấy dài nhỏ xinh đẹp chân. Mắt hạnh hơi vểnh, mí mắt rất mỏng, làn da thon trắng, khoảng cách này quá gần, thẩm quyện thậm chí có thể thấy rõ trên chóp mũi nàng tinh tế nho nhỏ lông tơ. Lông mi là thật mẹ hắn dài. Trước kia làm sao không có phát hiện, tưởng hàng cái này ngu xuẩn ánh mắt không tệ a. À. 50 giây. Lưu Phúc Giang bóp lấy một chút vẫn không quên cho bọn hắn cổ vũ, kiên trì. Lập tức. Thắng lợi ngay tại phía trước. Mới ngồi cùng bàn bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi. Ngươi là bị cảm sao? Hả? Thẩm quyện nhìn chầm chầm lông mi của nàng, còn có một chút thất thần, hững hờ tân một tiếng, có chút. Ngươi cái kia cơm nắm, mới ngồi cùng bàn còn nói, ta đêm hôm đó quên ăn, ngày thứ hai bắt đầu phát hiện hỏng. Xấu liền hỏng đi thẩm quyện cũng không chút nào để ý cái kia cơm nắm nàng là ăn vẫn là không ăn tốt thời gian đến ngay tại lâm ngữ kinh cảm thấy mình xấu hổ đến sắp ý thức mơ hồ thời điểm phương xa rốt cục truyền đến lưu phúc giang cứu vớt kêu gọi lâm ngữ kinh bả vai đè xuống thở dài ra một hơi xoay người sang chỗ khác cảm giác chính mình rốt cục sống lại lưu phúc giang nhìn rất hưng phấn hắn khả năng cảm thấy mình rốt cục bước ra làm chủ nhiệm lớp bước đầu tiên hắn vụn trộn liếc qua trên giảng đài bày ra quyển kia, khi ngươi nhìn chăm chú phản nghịch thiếu niên thời điểm, phản nghịch thiếu niên cũng tại nhìn chăm chú ngươi. Bước thứ hai, nói, khi ngươi qua bước đầu tiên, nhìn cửa ải khó khăn này thời điểm, ngươi liền đã thành công một nửa, dù sao bước đầu tiên vĩnh viễn là khó khăn nhất, cho nên ngươi bây giờ muốn để bọn hắn có thể mở miệng đi, nói ra bản thân thiện ý, ngươi phải biết. Hiện tại mặt ngươi đúng đều là một đám phản nghịch, nội dung phía sau đến lật giấy lưu phúc giang quyết định dựa theo chính mình lý giải tới hắn bóp rễ phấn viết quay đầu đi tại trên bảng đen bá 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 viết bốn cái rất đẹp chữ đại ta ngồi cùng bàn lưu phúc giang phủi tay cười ha hả xoay đầu lại nói hiện tại ta cho mọi người ba phút tất cả mọi người nghĩ một hồi vừa mới đối mặt quá trình bên trong của ngươi ngồi cùng bàn lưu lại cho ngươi ấn tượng đầu tiên là cái gì một hồi mỗi cái đồng học đều muốn đến phía trước đến nói một chút ngươi đối mới ngồi cùng bàn ấn tượng đầu tiên trong mắt ngươi hắn là dạng gì cái này vẫn chưa xong lưu phúc giang tay hướng bên tường nhi nàng bàn kia một chỉ liền từ bên này bắt đầu đi lâm ngữ kinh ngươi tới trước lâm ngữ kinh trời ạ à, tác giả có lời muốn nói lâm ngữ kinh nói cái gì a à nói con mẹ nó chứ nói cái gì a à. thẩm quyện đồng học ngươi chuyện gì xảy ra để ngươi cùng ngồi cùng bàn đối mặt đâu, ngươi nhìn ngồi cùng bàn vớ dài làm gì. Chương 7 Cái mông ngạo nghệ ưỡng lên Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Một phương thủy thổ dưỡng dục một phương người, lâm ngữ kinh giờ này khắc này, cảm thấy chỗ này người đều quá kỳ hoa, cái này cần là dạng gì thủy thổ mới có thể nuôi ra dạng này người. Nàng vốn cho là, khai giảng khó xử nhất sự tình là tự giới thiệu, Kết quả Lưu Phúc Giang dùng hành động thực tế nói cho nàng, không phải, ta còn có thể để ngươi lúng túng hơn. Để ngươi giới thiệu ngươi lần thứ nhất gặp mặt ngồi cùng bàn, ai hắc, ta cơ trí không cơ trí. Lâm ngữ kinh bị đè nén thật lâu, để nàng cơ hồ đã nhanh muốn quên thiếu nữ bất lương phản nghịch chi hồn ngay tại ngo ngoe muốn động. Đặt ở quá khứ, nàng còn tuổi nhỏ thời điểm, lúc này đại khái liền bỏ gánh không làm. Nhưng cái này dù sao không phải quá khứ không ai có thể vẫn nghĩ quá khứ, một mực sống ở quá khứ. Nàng hít một hơi thật sâu, bắt đầu hồi ức thẩm quyện người này. Lần thứ nhất nhìn thấy hắn là lúc nào tới. Ba ngày trước, thiếu niên trên đầu được cái tấm thảm, tại ghế sofa bên trong ngủ được sống mơ mơ màng màng. Chân dài, cái mông ngạo nghệ ưỡng lên, hướng giới tính để cho người ta còn nghi vấn. Không có. Vậy khẳng định không thể nói như vậy. Thế là Lâm Ngữ Kinh quyết định từ hôm nay trở đi tính, nàng đem chính mình thay vào đến một cái bình thường, học sinh cấp 3 thiếu nữ, chuyển trường đến trường học mới đến, khai giảng ngày đầu tiên, tổ chức bên trên liền cho nàng phân phối cái giáo thảo cấp bậc đại soái bước ngồi cùng bàn. a à, đây thật là để cho người ta hưng phấn. Lâm Ngữ Kinh mặt không thay đổi nghĩ. Lưu Phúc Giang có ý tứ là lần này mọi người trực tiếp tự giới thiệu tăng thêm đối ngồi cùng bàn ấn tượng đầu tiên, Bất quá lâm ngữ kinh bởi vì là học sinh chuyển trường, nàng vừa mới đứng ở phía trước đã tự giới thiệu qua, cho nên nàng liền một cái hạng mục, giới thiệu nàng không biết giáo bá cùng giáo thảo cái nào thanh danh càng vang dội một điểm đại lão ngồi cùng bàn. Trên giảng đài lưu phúc giang tay vừa nhất. Tốt, ba phút thời gian đến, để chúng ta tiến vỗ tay hoan nghênh lâm ngữ kinh đồng học. Ba, ba 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 ba, dưới đài vang lên một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lâm ngữ kinh đứng lên, quay đầu lại nhìn thoáng qua, thẩm quyện rốt cục đổi tư thế, đứng lên bên cạnh tựa ở trên tường nhìn xem nàng. trong thấy nàng quay đầu, đại khái là cho là hắn ngồi cùng bàn đang chờ hắn cổ vũ cùng ủng hộ, do dự hai giây, thẩm quyện nâng lên hắn hai con thon dài móng vuốt, lười biến đi theo cũng chụp hai lần. Phi thường cho nàng mặt mũi. Lâm ngữ kinh. Ta cảm ơn ngươi a. À. Nàng đi đến mục giảng trước, dưới đài hoàn toàn yên tĩnh, Nhìn xem ánh mắt của nàng thậm chí có chút thương hại, thật giống như nàng nói xong xuống đài về sau, thẩm quyện liền sẽ từ bàn trong bụng rút ra một thanh món chính đao đến đem nàng cắt miếng đồng dạng. Lâm ngữ kinh trầm mặt mấy giây, mở miệng: Ta ngồi cùng bàn, nàng nghỉ nghỉ. Phi thường thích học tập, khai giảng một ngày trước vì bổ bài tập không chỉ có nhịn trái suốt đêm dẫn đến đến trễ, còn phải lại bị cảm. Hoàn toàn yên tĩnh, trong lớp chỉ còn lại hô hấp thanh âm xong bài tập còn quên mang theo, lâm ngữ kinh cuối cùng vẫn là nhịn không được nói bổ sung, hoàn toàn tĩnh mịch, lúc này liền hô hấp thanh âm cũng không có, trà hoa cúc mặt mũi tràn đầy hoảng sợ lại kính để biểu lộ, nhìn xem nàng giống như là nhìn xem một cái cổng thuốc nổ chuẩn bị đi nổ lô cốt dũng sĩ, lúc này không ai dám vỗ tay, đều sợ không cẩn thận là là ở chỗ nào liền đâm chọc đại lão nghịch lân. Lâm Ngữ Kinh liền phi thường bình tĩnh tại mọi người ánh mắt khâm phục hạ hạ đi. Cái thứ hai vốn là thẩm quyện, kết quả Lâm Ngữ Kinh người vừa ngồi xuống, cửa phòng học có cái lão sư gõ cửa một cái, Lưu Phúc Giang ra ngoài nói với nàng hai phút lời nói. Chờ trở lại. Kế tiếp đến người nào? Không ai động, cũng không một người nói chuyện, tầm mắt mọi người đều rơi vào thẩm quyện trên thân. Thẩm quyện rủ cục lấy mí mắt, bình tĩnh lại lười biến ngáp một cái ta mới vừa nói xong. Nói xong, hắn nghiêng đầu, dư quan lường ngồi ở phía sau trà hoa cúc một chút. Trà hoa cúc cấp tốc hiểu ý, một mặt chịu nhục đứng lên. Lão sư, đến ta. Vạn sự khởi đầu nan, lâm ngữ kinh mở cái đầu, đằng sau tất cả mọi người trôi chảy không ít, chờ một lớp người rốt cục trải qua thiên tân vạn khổ giới thiệu xong chính mình cùng ngồi cùng bàn. Buổi sáng liên tiếp hai tiết khóa cũng đi qua, chung tan học đánh, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra như ông vỡ tổ xông ra phòng học thẩm quyện tại giới thiệu ngồi cùng bàn hoạt động tiến hành đến một nửa thời điểm liền đã nằm xuống đi mở bắt đầu đi ngủ tan học thời điểm lưu phúc giang tới nhắc nhở lâm ngữ kinh gọi nàng đừng quên đi nghệ thể lâu lĩnh đồng phục lại sợ nàng tìm không ra tiện tay bắt lấy đang muốn ra bên ngoài chạy trà hoa cúc để hắn mang theo đi thuận tiện giới thiệu một chút bác trung sân trường hoàn cảnh cùng công trình trà hoa cúc gọi lý lâm người kỳ thật rất tốt, liền là lời nói. Rất nhiều. Bác Trung xác thực rất lớn, xanh hóa rất tốt, đại môn hướng bên trái hoặc còn có người công hồ. Lý Lâm đầu tiên là mang nàng đi thư viện dạo qua một vòng nhi, thư viện hai tầng, tàn thư lượng rất lớn, một tầng là mượn đọc phòng cùng phòng tự học, cửa chính đứng thẳng khối to lớn tự nhiên thạch, cấp trên màu đen bút lông chữ khắc lấy, thật thà phẩm lệ học, ý chí kiên định trí viễn, tám chữ to thư viện ra càng đi về phía trước là nhà ăn, so với thư viện, Lý Lâm rõ ràng đối nhà ăn quen thuộc hơn một điểm, lúc này vẫn là buổi sáng, trong phòng ăn không có người nào, Lý Lâm mang theo nàng ở bên trong ghé qua. Bên này là nhà ăn, một tầng liền đều là loại này, ta cảm thấy đồ ăn kỳ thật thiêu đến hương vị còn có thể, bất quá cũng không có quá nhiều người ăn, liền cao nhất mới vừa vào học lúc ấy bị trường học lắc lư lắc lư lấy đi, đằng sau mọi người liền đều đi bên ngoài ăn hai người từ nhà ăn ra hướng nghệ thể lâu đi vòng qua một mảng lớn xanh hóa cùng sân bóng rổ bên ngoài sân bóng rổ ba cái sát bên mỗi một cái đều có nam sinh ở chơi bóng rổ mấy cái khung bóng rổ tử hạ cùng sân bóng ngồi bên cạnh chúng tiểu cô nương có đang nhìn có liền tụ tại một khối nói chuyện phiếm bác trung đồng phục là quần áo thể thao áo khoác cùng quần thể thao mùa hạ liền đổi thành nửa tay áo nữ sinh cũng đều mặc đồng phục quần dài phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ trong sân trường tất cả đều là bạch áo quần đen. Lâm ngữ kinh không có đồng phục, mặc dù cũng là trên trắng dưới đen, nhưng là váy xếp nếp phía dưới một đôi thẳng tắp chân thon dài, nhìn gần 1 mét 7 vóc dáng, y nguyên phi thường gây chú ý. Nhất là, dung mạo của nàng cũng rất gây chú ý. Mấy cái nam sinh cầm bóng nhìn xem bên này, thổi hai tiếng huyết sáo. Lâm ngữ kinh mặc kệ, Lý Lâm quay đầu nhìn thoáng qua, ta dựa vào một tiếng, quay đầu nhỏ giọng nói bạn học mới ngươi ngồi cùng bàn a lâm ngữ kinh dừng lại quay đầu lại thẩm quyện ngồi tại một cái khung bóng rổ dưới đỉnh đạt mở ra chân cánh tay khoác lên trên đầu gối trong tay nắm vuốt bình nước khoáng hắn hẳn là vừa xuống tới không bao lâu ánh mắt nhìn xem còn không có làm sao tập trung mang theo vừa tỉnh ngủ nhập nhèm cảm giác bên cạnh có cái nam sinh ngồi tại bóng rổ bên trên con mắt nhìn xem lâm ngữ kinh Nói với hắn câu gì? Thẩm quyện dương mắt, hướng nàng nhìn bên này một chút. Đối mặt 1.5 giây, Lâm ngữ kinh quay đầu tiếp tục đi lên phía trước. Đi thôi, nghệ thể lâu xa sao? Lý Lâm đối nàng bình tĩnh biểu thị sợ hãi tháng phục cùng kính sợ, hấp tấp đi theo nàng. Bạn học mới, ta phát hiện ngươi là thật rất ngư bức A, ngươi biết ngươi ngồi cùng bàn là ai chăng? Lâm ngữ kinh rất chân thành trả lời vấn đề. Thẩm quyện ai không phải người biết thẩm quyện là ai chăng không biết lâm ngữ kinh đã nhìn ra hắn thổ lộ hết dục vọng rất phối hợp nói giáo thảo lý lâm gật gật đầu ai đối rồi lại lắc đầu bất quá cũng không hoàn toàn đúng hai người lúc này đã đi ra sân bóng rổ lý lâm quay đầu nhìn thoáng qua nói vừa mới bên kia đám kia chơi bóng cao tam ờ lâm ngữ kinh gật gật đầu lý lâm trước kia thẩm quyện bạn học cùng lớp lâm ngữ kinh dừng lại trừng mắt lên trước kia đúng bình thường hắn hiện tại hẳn là cũng cao tam lý lâm thấp giọng nói thẩm quyện cao nhị thời điểm phạm qua sự tình kém chút đem hắn ngồi cùng bàn cho đánh chết người máu me khắp người khiên đi ra thật nhiều đồng học đều nhìn thấy lúc ấy hắn cái kia ánh mắt và khí tràn nghe nói tặc kinh khủng a à, dạng này lâm ngữ kinh nhớ tới thiếu niên đánh nhau thời điểm bộ dáng thuận miệng hỏi một câu vì cái gì a à? ta cũng không biết vì cái gì a à, không có mấy người biết vì cái gì đi cùng hắn quan hệ tốt cũng không ai dám đi hỏi a à, dù sao về sau hắn liền không có tới ta cho là hắn là bị khai trừ vẫn là chuyển trường cái gì kết quả không nghĩ tới liền bỏ một năm học còn cùng ta một lớp còn an vị phía trước ta ta nói hắn nói xấu còn toàn mẹ hắn để hắn cho nghe thấy được Lý Lâm một mặt lòng như tro nguội, bạn học mới, ngươi cảm thấy ta còn có thể hay không sống qua đoan ngọ. Lâm ngữ kinh đặc biệt nghiêm túc uống nắng hắn. Tết đoan ngọ tại tháng 5, gần nhất cái kia là trung thu. Lý Lâm Nhà Sân bóng rổ, Hà Tùng Nam nhìn chầm chầm Lâm ngữ kinh bóng lưng, sách một tiếng. Xem ra năm nay mới cao nhất tiểu học muội nhan giá trị rất biết đánh nhau a à, cái này có thế phong cái nam sống vạn thẩm quyện không có phản ứng hắn vặn ra bình nước phối hợp uống nước cái cổ kéo dài hầu kết nhấp nhô ngươi trông thấy nàng vừa mới vừa quay đầu lại cái ánh mắt kia không như cái nữ vương toàn thân trên dưới đều lộ ra một cổ ngươi tính là cái gì chứ khí tức hà tùng nam nói đến rất hăng hái nghĩ nghĩ lại kịp phản ứng không đúng sao cao nhất hiện tại có phải hay không còn huấn luyện quân sự đâu kia là cao nhị vẫn là cao tam ta gặp qua không có khả năng không có ấn tượng a à. thẩm quyện chậm rãi đem cái bình vặn bên trên tiện tay hướng nghiêng góc đối quan ra bình nước suối khoáng trên không trung xẹt qua vòng tròn một tiếng vang nhỏ chuẩn xác không sai rơi vào trong thùng rác cao nhị chuyển trường tới ân ừ. ta nói làm sao chưa thấy qua hà tùng nam ba ba vỗ tay ngươi tin tức này y nguyên mười phần linh thông a vừa mới trở về liền xinh đẹp muội tử cái nào niên cấp đều biết cái kia cái nào ba ngươi biết không biết mười bang ta ngồi cùng bàn hà tùng nam định trụ dùng năm dây tiêu hóa một chút tin tức này ngươi mới ngồi cùng bàn a à, thẩm quyện thân thể ngửa ra sau ngửa ta thao vậy ngươi gián cấp hàng đến liền rất hạnh phúc a à, hà tùng nam nhìn xem đi xa lâm ngữ kinh mặt mũi tràn đầy hâm mộ ngươi cái này ngồi cùng bàn có chút hăng hái chân này chơi năm a quyện gia Thẩm Quyện nhìn hắn một cái. Hà Tùng Nam duỗi cổ còn tại nhìn, thuận tiện đưa tay hướng phía trước khoa tay lấy. Ngươi nhìn a, à, liền cái này váy cùng quá gối vớ ở giữa, khối này, ngươi biết kêu cái gì, cái này tán dương đối lĩnh vực. Thẩm Quyện bình tĩnh kêu hắn một tiếng. Hà Tùng Nam. A. À. Hà Tùng Nam đáp, không có quay đầu, ánh mắt rất dằn co. Thẩm Quyện nhấc chân, dẫm tại hắn dưới mông ngồi cái kia bóng rổ bên trên hướng phía trước một đá bóng rổ lăn ra ngoài thật xa Hà Tùng Nam đặt mông ngồi dưới đất hắn ngao phải gọi lên tiếng đến rốt cục bỏ được quay đầu kêu thảm Quyện gia ngài làm mấy cái cái gì a à? Thẩm Quyện nhìn xem hắn kia là ta ngồi cùng bàn con mẹ nó chứ biết là ngươi ngồi cùng bàn Hà Tùng Nam xoa cái mông đứng lên đau đến nghe răng tuét miệng không phải vậy làm sao rồi không phải ngươi ngồi cùng bàn Thẩm quyện nói. Tác giả có lời muốn nói. Quyện gia. Trong lòng ngươi có thể hay không có chút bức số. Là ngươi ngồi cùng bàn sao ngươi liền nhìn. Chương 8. Các ngươi xã hội ca. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com. Bác Trung là có thể ở trường, bất quá không cưỡng chế yêu cầu, trong nhà tương đối gần đồng học có thể lựa chọn đi về nhà ở, lâm ngữ kinh trước đó đọc trường trung học phụ thuộc không có cái này trọ ở trường nghiệp vụ cho nên không biết kết quả nghe thấy lý lâm cho nàng giới thiệu một chút ký túc xá học sinh sở tại địa nàng phấn đấu quên mình quyết định trọ ở trường chỉ là bởi vì nàng tới muộn đồng học sớm đã giao rồi phòng ngủ xin nàng cái này lính nhảy dù không có chỗ ngồi trống hơn nữa còn đến gia trưởng ký tên đồng ý lâm ngữ kinh chính mình cũng không biết mình bây giờ đến cùng có tính không là có gia trưởng bất quá có thể mỗi tuần hồi một lần nhà lực hấp dẫn thật sự là quá mức to lớn, cho nên khi lúc trời tối, Lâm Ngữ Kinh vẫn là cho Mạnh Vĩ Quốc gọi điện thoại. Mạnh Vĩ Quốc trước nay chưa từng có kiên nhẫn, thậm chí lần đầu tiên hỏi nàng trường học mới hoàn cảnh thế nào, đồng học tốt ở chung sao, lão sư có được hay không? Lâm Ngữ Kinh cũng không có ý định nói thẳng nàng nghĩ ở trường sự tình, nghĩ nghĩ, cảm thấy mạnh vĩ quốc cái này đơn giản vấn đề lúc này nghe lại làm cho người cảm thấy mười phần gian nan. Lưu Phúc Giang cái này lão sư ngươi nói hắn tốt hay là không tốt đâu. Khẳng định là tốt, mà lại có thế nhìn ra phi thường phụ trách, liền là lần thứ nhất trực ban chủ nhiệm nhìn có chút không quá thuần thục, mà lại cao tuổi rồi cho nên 10 phần tin tưởng vững chắc năng lượng tình yêu cứu vớt thế giới luận. Đồng học cũng rất tốt chung đụng, ngồi cùng bàn là cái nghe nói kém chút đem hắn đời trước ngồi cùng bàn cho đánh chết đại soái bức. Lâm ngữ kinh quyết định vẫn là phải uyển chuyển một chút. Rất tốt, Trường học rất lớn, đồng học lão sư đều. Nhiệt tình. Mạnh vĩ quốc tâm tình không tệ. Lúc đầu ngươi quan A Di muốn đem ngươi đưa đi nhất trung, ta không có nhường, trường học này cũng không thể so với nhất trung kém bao nhiêu, ngươi ta trước đó liền là ở chỗ này tốt nghiệp. Lâm ngữ kinh phản ứng một hồi lâu, mới ý thức tới, ngươi ta, cái này xa lạ xưng hô chỉ là phó minh tu. Nàng ngăn cản một lần, vẫn là không có phản bác, quyết định tiến vào chính đề. Ja, ta nghĩ trọ ở trường. Mạnh vĩ quốc trầm mặt một chút. Cái gì? Bác Trung có thể ở trường học, lớp chúng ta rất nhiều đồng học đều trọ ở trường, ta cũng nghĩ trọ ở trường. Lâm ngữ kinh cực nhanh nói, ta trước đó cũng không có ở qua trường học, cho nên muốn thử xem. Không được, mạnh vĩ quốc cự tuyệt rất thẳng thắn, ngươi chưa từng làm sự tình nhiều, ngươi cũng muốn thử xem. Lâm ngữ kinh chậm rãi nói ta buổi sáng tới trường học đến sẽ kẹt xe, cũng rất lãng tốn thời gian, ngươi ca ca trước đó cũng là về nhà ở, làm sao người ta là được, ngươi lại không được. Nàng còn chưa nói xong, bị mạnh vĩ quốc có chút không nhịn được đánh gãy, vừa mới điểm này hảo tâm tình nghe là biến mất, ngươi như thế không thích ở nhà. Lâm ngữ kinh cảm thấy nam nhân này giống như đại não phát dục không quá kiện toàn, nàng nghĩ trọ ở trường, đến hắn chỗ kia không biết làm sao lại biến thành, không thích ở nhà nàng bắt đầu cảm thấy có chút phiền ta không có không thích ở nhà ngươi quan a di đối ngươi còn chưa đủ tốt sự tình gì đều cân nhắc chu chu đáo đáo mẹ ngươi lúc nào quan tâm như vậy quá ngươi ngươi bây giờ là nghỉ trọ ở trường nghỉ tự do một chút chuyện này nếu như ta cùng ngươi quan a di nói nàng sẽ nghĩ như thế nào mạnh vĩ quốc thanh âm biến thành bối cảnh âm giống như là máy bay thời điểm cất cánh động cơ bắt đầu ong 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 mà vang lên thanh âm kia không ngừng từ lỗ tai tiếng, khóa tại trong đầu ra không được, quấy đến não người tương đều xen lẫn trong cùng nhau, phát trướng. Các ngươi ở rễ phượng hoàng nam tâm tư đều nhạy cảm như vậy sao? Lâm ngữ kinh ngữ khí bình tĩnh hỏi. Trong không khí giống như là bị người gắn ngưng kết tề, mạnh vĩ quốc dừng lại, tự hồ là không thể tưởng tượng nổi, hắn an tĩnh 5 giây, chật vật phát ra một tiếng. Ngươi nói cái gì? Lâm ngữ kinh cúp điện thoại tắt điện thoại, tắt máy, một mạch mà thành, nàng nhìn chầm chầm trên giường điện thoại nhìn một hồi, bỗng nhiên xoay người xuống giường chạy đến gian phòng nơi hẻo lánh bên trong lôi ra cặp da đến, lật ra điện thoại trong hộp lấy thẻ khí, đem thẻ sim cũng tháo, lúc này mới coi xong. Phòng này cách âm rất tốt, đóng cửa lại về sau một điểm thanh âm cũng sẽ không có, lâm ngữ kinh ngồi ở trên giường, mờ mịt nhìn quanh một tuần. Đem đến nơi này một tuần đến nay lần thứ nhất quan sát tỉ mỉ lên gian phòng của nàng nàng còn nhớ rõ tới ngày đầu tiên quan hướng mai mang theo nàng đi lên nói cho chúng ta tiểu công chúa nhìn nàng một cái gian phòng kiểu dáng châu âu cung đình phong cách trang trí cùng đồ dùng trong nhà tiểu phòng xếp mở cửa đi vào một cái tiểu phòng khách rèm cửa kéo ra bên trong là phòng ngủ lớn không giống cái bản mẫu phòng lâm ngữ kinh cảm thấy có chút trào phúng nàng một số thời khắc thật không thể lý giải mạnh vĩ quốc ý nghĩ nàng chỉ là nghỉ trọ ở trường chỉ có ngần ấy nhi đơn giản yêu cầu ở tại nơi này địa phương để nàng khó chịu không thở nổi nàng không biết loại này đè nén phiền muộn ăn nhờ ở đậu ngạt thở cảm giác mạnh vĩ quốc có hay không quá dù sao nàng có thời thời khắc khắc có chỉ cần nàng đãi ở chỗ này vô luận ăn cơm đi ngủ loại cảm giác này một phút đều không vung được mà theo mạnh vĩ quốc nàng tự hồ hẳn là mang ơn thập phần vui vẻ tiếp nhận quan hướng mai bố thí đồng thời biểu hiện ra đối nhà mới yêu thích chi tình, một điểm muốn rời xa ý tứ cũng không thể có. Ngày thứ hai Lâm Ngữ Kinh dậy thật sớm, lúc xuống lầu Trương Di còn tại làm bữa sáng, trông thấy nàng, hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên. Lâm Tiểu Thư Cái kia bữa sáng ta Lâm Ngữ Kinh hỏi một tiếng sớm, khoát khoát tay. Không có việc gì, ngài không cần phải gấp gáp, ta đi trường học nhà ăn ăn đi. Tránh đi đi làm sớm cao phong, trên đường rốt cục không có như vậy chặn lại, Lâm Ngữ Kinh đến lớp thời điểm người còn không nhiều, không ít đồng học trong tay mang theo bữa sáng, chính đi đến tiếng. Trong phòng học ngồi mấy cái đều không ngoại lệ, tất cả đều ngồi tại vị trí trước miệng bên trong cắn bánh bao cũng không ngẩng đầu lên múa bút thành văn. Lâm Ngữ Kinh bị cái này nồng đậm học tập không khí kinh trụ, bắt đầu có chút tin tưởng Lưu Phúc Giang nói 98% tỷ lệ lên lớp. Nàng mang theo cặp sách ngồi xuống, Quay đầu trông thấy ngay tại múa bút thành văn Lý Lâm, Hiếu Kỳ nhìn qua, phát hiện hắn ngay tại vẽ vật thực vật. Hôm qua sinh vật có bài tập. Khai giảng ngày đầu tiên, Lưu Phúc Giang là một cái duy nhất không cho bọn hắn bố trí bài tập người, Lý Lâm lúc ấy còn tại phía sau lệ nóng danh trồng ôm hắn ngồi cùng bàn cảm động không thôi. Bất quá câu tiếp theo cũng làm người ta không cười được. Bất quá nghỉ hè bài tập, ngày mai đến giao A, các khoa khóa đại biểu ngày mai thu một chút. Quả nhiên, Lý Lâm cũng không ngẩng đầu lên. Không phải, nghỉ hè bài tập. Lâm Ngữ Kinh đã hiểu, cái này nồng hậu dày đặc học tập không khí là bởi vì tất cả bổ bài tập. Cao nhị mặc dù vừa chia lớp, trước đó dẫn bọn hắn lão sư cũng không giống nhau, bất quá nghỉ đông và nghỉ hè bài tập đều là giống nhau, niên cấp thống nhất ấn xong phát hạ tới, mỗi khoa 30 bộ bài thi, một ngày một bộ, toàn nguyệt không ngừng. Mỗi ngày học tập 6 tiếng, khỏe mạnh vui vẻ 50 năm, cuộc sống hạnh phúc cả một đời. Lý Lâm một bên múa bút thành văn một bên cắn bánh bao mập mờ nói. Trên bàn của hắn phủ lên tràn đầy bài thi đã phóng tới hắn ngồi cùng bàn đầu kia đi, Lâm ngữ kinh cứ như vậy ngã tùy ý nhìn qua hai lần, cùng thảo thí bài thi không sai biệt lắm, phía trước lựa chọn bổ khuyết, đằng sau đại đề giảng đáp, ngữ văn cùng anh ngữ còn có viết văn, đề cũng không khó, cơ bản đều là kiến thức căn bản bất quá ngữ số bên ngoài cùng lý tổng, cộng lại cũng chừng 100 bộ bài thi, chồng chất bắt đầu thật dày một sấp, liền xem như chép, một cái suốt đêm cũng phải chép đắc thủ rút gân đi. Lâm ngữ kinh cảm thấy thẩm quyện tám thành là đang khoát lát bức. Mặc dù nàng là không biết rõ hắn một cái tạm nghỉ học, đến cùng là nơi nào tới bài tập có thể bổ. Lâm ngữ kinh xoay người sang chỗ khác, nhìn thoáng qua thời khóa biểu, tiết thứ nhất là anh ngữ, nàng lật ra anh ngữ sách, ngáp một cái, ghé vào trên mặt bàn tiện tay đảo nhìn nhìn hai phút lâm ngữ kinh dừng lại nhớ tới hôm qua lưu phúc giang nói ở phòng ngủ cần gia trưởng viết biên nhận đồng thời ký tên sự tình nàng tiện tay rút cái vỡ ra kéo xuống đến một trang giấy cầm bút lên đến bá 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 viết mạnh vĩ quốc ba chữ lâm ngữ kinh chữ lớn rất phiêu không giống cái nữ hài tử viết ra trước kia nàng nhìn những cái kia nữ đồng học chữ cả đám đều chỉnh tề thanh tú tinh xảo vô cùng cũng đặc địa học qua, không học được. Về sau nàng cũng liền từ bỏ, phiêu liền phiêu đi, dù sao cũng không xấu. Hôm qua nàng tự giới thiệu thời điểm tại trên bản đen viết tên của mình, còn bị Lưu Phúc Giang khen chữ nhìn rất đẹp, khí quyển. Đây chính là vấn đề. Lưu Phúc Giang nhìn qua nàng chữ, nhưng là nàng xác thực không viết ra được loại thứ hai kiểu chữ. Lâm ngữ kinh cầm bút, đổi cái chữ thể kỳ quái nhất bút nhất họa lại viết một lần mạnh vĩ quốc danh tự, giống tiểu bằng hữu vẽ tranh, xấu đến không có mắt thấy. Nàng thở dài, chống đỡ đầu trên giấy tiếp tục phủi đi. Đại khái qua hơn 10 phút, nàng góc bàn bị người nhẹ nhàng gõ hai lần. Lâm ngữ kinh vô ý thức nghiêng đầu, trông thấy một con khớp xương rõ ràng tay. Không biết làm gì, nàng đột nhiên nhớ tới thật lâu trước đó nhìn qua một cái uầy bồ vẫn là thiếp mời, người cảm thấy nam nhân chỗ kia tình cảm nhất. Bên trong đáp án thiên kỳ bách quái, bất quá số phiếu cao nhất vẫn là tay, còn có xương quai xanh. Nàng ngẩng đầu lên, thẩm quyện đứng tại bên cạnh nàng lối đi nhỏ, buông thỏng mắt thấy nàng, miệng bên trong còn ngậm túi sữa đậu nành. Lâm ngữ kinh ánh mắt không để lại dấu vết từ hắn xương quai xanh khối kia đảo qua đi, nhìn thấy màu trắng cổ áo. Trên người thiếu niên đồng phục áo khoác ăn mặc tấm tấm rồng rã, khóa kéo kéo đến ngực, tắm đến rất sạch sẽ, chóp mũi có thể nghe được một chút xíu giặt quần áo dịch sạch sẽ hương vị cùng lâm ngữ kinh trước đây quen biết hoặc là thấy qua những cái kia đồng phục không hảo hảo xuyên phía trên họa đến xanh xanh đỏ đỏ giáo bá các đại lão hoàn toàn không giống mà lại mí mắt không có rũ cục lấy ánh mắt nhìn xem cũng không khốn xem ra đại lão hôm qua giấc ngủ chất lượng cũng không tệ lắm lâm ngữ kinh để bút xuống đứng lên thẩm quyện đi vào ngồi xuống hắn hôm nay ngược lại là cổng cặp sách đến liền là nhìn xem nhẹ nhàng để cho người ta hoài nghi bên trong là không phải thật sự có cái gì. Thẩm Quyền tiện tay đem cặp sách ném vào bàn trong bụng, hướng trên bảng đen viết cả ngày hôm nay thời khóa biểu bên trên nhìn lướt qua, rút ra anh ngữ sách, cắn sữa đậu nành lật ra đến tờ thứ nhất, một cái tay khác luồn vào bàn trong bụng trong túi sách bắt đầu sờ. Sờ đại khái một thế kỷ dài như vậy, ngay tại Lâm Ngữ Kinh cho là hắn là đang làm gì chuyện kỳ quái thời điểm. Người này rốt cục Tây Thiên Thỉnh Kinh giống như trải qua thiên tân vạn khổ 9981 nạn, không nhanh không chậm rút chi bút ra, bá 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 tại anh ngữ sách tờ thứ nhất ký vào đại danh. Chữ nhi còn rất đẹp, cùng với nàng trong ấn tượng cái kia loại viết một tay con dáng bò chó chữ nhi mù chữ xã hội ca cũng không giống nhau lắm. Người này ngoài dự liệu thật đúng là tầng tầng lớp lớp. Nhìn xem cái kia một tay đẹp mắt chữ lại nhìn xem chính mình viết nguyên một trang giấy y nguyên không viết ra được tới chữ như gà bới, lâm ngữ kinh nón tay gõ mép bàn, ngắn mũi suy tư mấy giây, sau đó hướng cái kia bên cạnh nhích lại gần. Ai, thẩm đồng học. Thẩm quyện không ngẩng đầu, ngậm sữa đậu nành cuối thấp đầu nghiêm túc nhìn xem anh ngữ sách, vừa nhìn sách bên cạnh vù vù chuyển bút. Còn nhìn anh ngữ sách, ngươi có thể thấy rõ sao ngươi? Lâm ngữ kinh nhỏ giọng lại kêu hắn một tiếng. Thẩm quyện thẩm quyện không nghe thấy giống như lâm ngữ kinh có chút không kiên nhẫn được nữa nhưng là có việc cầu người không thể không cúi đầu nàng đè ép hỏa nhi ghé vào hai người cái bàn ở giữa nháy mắt nhìn xem hắn ngồi cùng bàn bàn lạch cạch một tiếng thẩm quyện trong tay bút rơi trên bàn hắn ngừng hai giây không có gì biểu lộ xoay đầu lại ngươi thật dễ nói chuyện lâm ngữ kinh quyết định uyển chuyển một điểm đối loại này đại lão mục đích tính không thể quá mạnh, nàng chỉ chỉ hắn anh ngữ sách. Ngươi có sẽ không từ đơn có thể hỏi ta. Cám ơn, thẩm quyện trầm mặt một chút, tự hồ cảm thấy có cần phải vì chính mình chính chính tên, ta anh ngữ còn có thể. Lâm ngữ kinh một mặt, ngươi nhanh đừng mẹ hắn nói nhảm, biểu lộ nhìn xem hắn, phản xạ có điều kiện bình thường không có quá não thốt ra. Các ngươi xã hội ca tiến vào xã hội trước đó lớp đầu tiên là học tập như thế nào thổi ngưu bức sao. Tác giả có lời muốn nói. Thẩm Quyền, ngươi thật dễ nói chuyện, đừng mẹ hắn đũng niệu, câu đến lão tử tay nha, bút đều rơi mất. Các ngươi hiện tại vì cái gì cũng không lưu lại nói cho ta. Là ta quyện gia đề không nổi đau vẫn là ta thẩm quyện không đủ tao rồi. Sau đó hồng bao ta bình thường là hai ba chương tích lũy cùng một chỗ phát dáng vẽ như vậy, cho nên đại giác không nên gấp, bình thường sẽ chọn số lượng từ tương đối nhiều phát. Thương các ngươi, so tâm chương 9 Xưa nay không học tập Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Lâm ngữ kinh thốt ra trong nháy mắt cũng kịp phản ứng, vừa định thu, trong lúc nhất thời tìm không thấy thích hợp tròn pháp, cứ như vậy ngây người nửa giây, lời đã nói xong. Cùng cái mông này giống như đã từng quen biết tai nạn xe cộ hiện trường. Lúc này thảm hại hơn, là thật sự không cách nào nhi tròn, hiếm nát hiếm nát, vô cùng thê thảm. Lâm Ngữ Kinh nhìn xem thẩm quyện, há to miệng. Đại lão đại khái là cho tới bây giờ không có bị người đã nói như vậy, cũng ngây ngẩn cả người. Sửng sốt 3 giây đồng hồ, ngay tại Lâm Ngữ Kinh cho là mình sắp trở thành kế tiếp, kém chút bị hắn cho đánh chết, ngồi cùng bàn, tiền nhiệm hôm nay liền là đương nhiệm ngày mai thời điểm, thẩm quyện bỗng nhiên bắt đầu cười. Hắn đem anh ngữ sách đẩy về phía trước, ngồi dậy người quay tới, dựa lưng vào tường, bả vai lắc một cái lắc một cái, Nhìn xem nàng cười đến 10 phần vui vẻ. Thẩm Quyện lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Ngữ Kinh thời điểm, đã cảm thấy nàng cũng không làm sao ngoan, chí ít không giống biểu hiện ra như vậy vô hại. Giống như là một loại nào đó bản thân bảo hộ trang bị bị khởi động, cũng có thể là là nàng cái kia loại đối với ngoại giới hoàn toàn hờ hững, còn có chút không có tỉnh táo lại mê mang trạng thái để trên người nàng gai có chỗ thu liễm. Loại này nhận biết Ngày hôm đó buổi tối ngày 7 tháng 11 cửa lần nữa trông thấy nàng thời điểm được chứng minh. Chưa thấy qua bình tĩnh như vậy vây xem trung nhị thiếu niên chém chém giết giết mèo con. Về sau suy nghĩ kỹ một chút thời điểm đó tình cảnh, thẩm quyện thậm chí có một loại ảo giác, nếu như lúc ấy cứ như vậy để nàng cùng Trần Tử Hạo đối mặt xuống dưới, nàng có thể sẽ cùng người ta đánh nhau. Thiếu nữ ánh mắt lúc ấy đúng là không kiên nhẫn. Trống trơn tùy tiện đi lăn lộn đến một chút xíu rất nóng nảy, không dễ dàng phát giác không kiên nhẫn. Thế là thẩm quyện đối lâm ngữ kinh định ngữ lại thêm một tầng. Một cái cảm xúc mười phần mờ mịt, tan rất không rõ ràng, đồng thời tính tình không tốt lắm đồi phế thiếu nữ. Thẩm quyện không phải thích xen vào chuyện của người khác người, liên quan ta cái rắm giáo trung thân vinh dự giáo đồ, không quá quan tâm hắn tiểu ngồi cùng bàn đồi phế sau ẩn giấu đi cái gì cố sự. Nhưng là hắn là không nghĩ tới, nàng lúc này mới mấy ngày liền không giả bộ được mèo con rốt cục duỗi ra nàng sắc bén móng vuốt nhỏ gãi ngứa ngứa giống như thăm dò tính cào hắn một thanh đem hắn bởi vì cảm mạo ngủ không ngon mang tới một chút kia hoa mắt ván đầu khó chịu cho hết cào không có hắn cảm mạo thật nghiêm trọng kéo vài ngày mới ý thức tới hôm qua uống thuốc bây giờ còn có điểm sốt nhẹ cuốn họng đau rát thanh âm nói chuyện đều lộ ra vừa trầm lại câm cười lên thì càng thấp giống một cái đứng ở bên tai giọng thấp pháo đánh cho người lỗ tai rung lên Lâm ngữ kinh ghé vào trên mặt bàn, không hiểu thấu lại mặt không biểu tình nhìn xem hắn, không rõ là nơi nào đâm chọc xã hội ca cười điểm. Ngồi ở phía sau Lý Lâm cùng hắn ngồi cùng bàn dịp tử ngang cũng cảm thấy rất trong lòng run sợ. Lâm ngữ kinh nói chuyện với thẩm quyện liền bình thường âm lượng, ngồi ở phía sau cũng có thể nghe cái bảy tám phần, nhất là bạn học mới một câu kia, các ngươi xã hội ca tiến vào xã hội trước đó lớp đầu tiên là học tập như thế nào thổi ngưu bước sao, thốt ra thời điểm, Lý Lâm Chân đều dọa mềm nhũng. Tại ý thức đến phía trước có thế sau khi nghe thấy bên cạnh nói chuyện về sau, Lý Lâm cùng Diệp Tử Ngang tránh khỏi hết thảy không cần thiết ngôn ngữ câu thông, lợi dụng cả ngày hôm qua thời gian luyện thành một tay ba giây đồng hồ giải đọc ngồi cùng bàn ý đồ ánh mắt giao lưu thần kỹ, hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng dắt lấy cái bàn vụn trộm len lén về sau một chút xíu chậm rãi rồi, thẳng đến bên cạnh bàn nhi đè ép trước ngực sắp không thở nổi thời điểm mới tính xong. Lý Lâm An tỉnh chờ đợi một trận gió tanh mưa máu, bất quá hắn suy nghĩ bạn học mới là cái nữ hài tử, giáo bá nói thế nào cũng sẽ nhiều ít thủ hạ chừa chút tình đi. Kết quả bọn hắn chỉ nghe thấy, giáo bá bắt đầu cười. Vị này giết người không chớp mắt xã hội đại ca đang nghe hắn ngồi cùng bàn mắng hắn thời điểm, chẳng những không có tức giận, sửng sốt một hồi thần nhi về sau lại còn cười đến rất vui vẻ. Lý Lâm cùng Diệp tử ngang lần nữa liếc nhau, thấy được trong mắt đối phương cũng giống như mình cảm xúc. Hẳn là cái bệnh tâm thần đi. Thẩm quyện cứ như vậy nhìn xem nàng cười một hồi lâu, ngay tại lâm ngữ kinh cảm thấy mình một giây sau có thể sẽ nhịn không được trực tiếp đem trong tay anh ngữ sách chụp đầu hắn bên trên thời điểm hắn mới dừng lại, liếm môi một cái, trong thanh âm còn mang theo không có tán ý cười. Thổi ngư bức kia là phải học. Lâm ngữ kinh. Không phải, người này nói ngữ khí làm sao lại có thế như thế muốn ăn đòn đâu thẩm đồng học ta cảm thấy ngồi cùng bàn ở giữa muốn tương thân tương ái lâm ngữ kinh trợn tròn mắt bắt đầu nói lời bịa đặt ta là muốn theo ngươi hổ ban hỗ trợ hai chúng ta cộng đồng học tập cộng đồng tiến bộ được thôi tương thân tương ái thẩm quyện cúi đầu nở nụ cười cắn chữ lặp lại một lần ngươi muốn làm sao cùng ta tương thân tương ái hắn lúc này nghiêng nghiêng thân thể tựa ở trên tường lười biến bộ dáng nhìn xem như cái cà lơ phất phơ thiếu gia, vừa mới tạo nên một chút kia học sinh tốt mặt ngoài giả tượng lại tất cả đều không có. Chính lâm ngữ kinh lúc nói thật không có cảm thấy cái gì, kết quả bị hắn nặng như vậy phục một lần đã cảm thấy nơi nào đều không được bình thường. Nàng bỏ qua cái kia một chút xíu mất tự nhiên cùng tiểu cứng ngắt, cũng không có ý định quanh co lòng vòng lãng phí thời gian, dứt khoát ngay thẳng cùng hắn bàn điều kiện. Ta muốn để ngươi cho ta tại biên nhận bên trên ký tên, liền ký tên là được, về sau ngươi học tập bên trên lại chỗ nào không hiểu ta đều có thể kể cho ngươi. Ngươi điều kiện này không quá mê người A, thẩm quyện chậm ung dung nói, chúng ta xã hội ca chỉ thổi ngưu bức, xưa nay không học tập. Lâm ngữ kinh. Được thôi, xem như ngươi lợi hại. Cái đề tài này không có thể đi vào đi xuống đi, sớm tự học lên một nửa. Hôm qua vừa phong hạ tới các khoa khóa đại biểu bắt đầu thu nghỉ hè bài tập, Lâm Ngữ Kinh không cần giao, nhìn xem thẩm quyện từ hắn cái kia nhìn không xẹp xẹp trong túi sách lật ra một chồng bài thi. Lâm ngữ kinh nhìn lướt qua, không biết hắn từ chỗ nào lấy được bài thi, thật đúng là cùng Lý Lâm bọn hắn đồng dạng, bài thi bên trên cơ bản đều chỉ viết lựa chọn, đại đề toàn trống không, ngẫu nhiên có hai đạo phía trên vẽ lên mấy đầu phụ trợ tuyến, giải đề quá trình cũng không có viết. ABCD cái kia bổ bắt đầu khẳng định nhanh A. Lâm ngữ kinh liền nhìn xem thẩm quyện vô cùng tự nhiên, đem hắn những cái kia trương mỗi bộ cơ bản đều chỉ viết tắt trống không hơn phân nửa nghỉ hè bài tập cho khóa đại biểu không rõ là cái gì để hắn tự tin như vậy là bởi vì ngươi dùng phiêu nhu sao khóa đại biểu đoán chừng cũng nghĩ khuyên hắn một chút ngươi viết thành dạng này còn không bằng không giao dù sao ngươi tạm nghỉ học trở về vốn là không cần giao nhưng là đại lão truyền thuyết quá mức để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật khóa đại biểu tốc độ ánh sáng tiếp nhận thẩm quyện bài thi lại tốc độ ánh sáng rút lui, ở cái địa phương này dừng lại thêm nửa giây dũng khí đều không có, chớ nói chi là nói nhiều một câu. Chờ bài tập đều lề mà lề mề liền thúc mang chép giao xong, sớm tự học cũng vừa tốt kết thúc, anh ngữ lão sư ôm giáo án đi vào phòng học. Anh ngữ lão sư là cái rất xinh đẹp nữ lão sư, nhìn xem cũng tuổi trẻ, đặc biệt nguyên khí cùng bọn hắn lên tiếng chào. Good morning, Everin. Không có người nào phản ứng nàng, cao nhị 10 ban đại bộ phận thành viên đầy đủ thể hiện ra bọn hắn làm học sinh kém bản thân tu dưỡng, chép xong nghỉ hè bài tập về sau trong lòng một khối đá lớn rơi xuống đất, riêng phần mình tìm kiếm lấy thoải mái nhất tư thế ngủ nằm xuống, có chút đem đầu khoác lên mép bàn lấy điện thoại cầm tay ra mở ra game điện thoại, bắt đầu học kỳ mới một ngày mới chiến đấu. Chỉ có mấy cái yêu quý học tập đồng học đáp lại, anh ngữ lão sư nhìn xem cũng không chút thụ ảnh hưởng, phi thường vui sướng cùng mấy cái kia đồng học hỗ động lên, hỗ động trong chốc lát để mọi người đem sách lật đến khóa thứ nhất, bắt đầu lên lớp. Lâm ngữ kinh dư quan vụn trộn liếc qua, bên cạnh thẩm quyện anh ngữ sách lật đến dù sao không phải khóa thứ nhất, chỉnh bản không sai biệt lắm 2 phần 3 đằng sau, chính rũ xuống mắt nắm vuốt bút, vù vù tại vỡ bên trên viết, nhìn còn rất nghiêm túc. Một giây sau, một tiếng thanh thúy xé giấy thanh âm, thẩm quyện đem hắn vừa viết xong tờ kia bút ký giấy xé, đẩy lên lâm ngữ kinh trước mặt nàng nhận lấy nhìn thoáng qua ký tên gì lâm ngữ kinh cảm thấy mình chữ đã rất tốt đẹp nhẹ nhàng thẩm quyện cái chữ này nhi đã nhanh phải bay bắt đầu cùng mặt trời vai sánh vai nhưng là vẫn đẹp mắt đầu bút lông lăng lệ hình thức kết cấu kết cấu đều xinh đẹp nàng thế là cũng cầm bút lên ở phía trên viết các ngươi xã hội ca lên lớp cũng không nói chuyện dựa vào truyền tờ giấy thẩm quyện nhưng thật ra là bởi vì cảm mạo cuốn họng không thoải mái không thế nào quá muốn nói bất quá đã ngồi cùng bàn đều nói như vậy hắn đem giấy tiện tay hướng bên cạnh đẩy quay đầu đi nói ngươi muốn ký cái gì đến cùng vẫn là đang đi học lâm ngữ kinh là có học sinh tốt thần tượng bao phục nhìn thoáng qua trên bục giảng anh ngữ lão sư nghiêng người ngang nhiên xông qua xích lại gần hắn thẩm quyện lại nghe được cái kia loại hoa hồng hỗn hợp có táo phái cùng ngọc sữa bò hương vị hắn rủ xuống mắt ánh mắt vừa vặn rơi vào nữ hài tử thật mỏng tay bên trên, trông thấy nơi đó xương sụn bên trên có một cái không quá rõ ràng, nho nhỏ lỗ tai. Dưới tầm mắt trời, trắng nõn vành tay bên trên hai cái. Thẩm quyện bất động thanh sắc dời ánh mắt. Lâm ngữ kinh không có chú ý tới, nàng ghé vào trên mặt bàn người tiến tới, nhỏ giọng nói với hắn. Ở trường biên nhận, ta nghĩ trọ ở trường, lưu lão sư nói nhất định phải có gia trưởng ký tên đồng ý biên nhận, nhưng là cha ta không đồng ý không cho ta ký tên chính ta lại ký không ra tên của hắn thẩm quyện nghe rõ ngồi cùng bàn nghỉ trọ ở trường nàng cha không đồng ý cho nên nàng nghĩ ký một trương giả biên nhận tìm hắn cho nên thẩm quyện giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng thanh âm mang theo một điểm giọng mũi phát tâm ngươi muốn cho ta cho ngươi làm một lần ba ba lâm ngữ kinh tác giả có lời muốn nói Thẩm quyện trong lòng rất đẹp. Tiểu nha đầu rất giả a, à, còn cùng ta chơi tình thú. Quyện gia, phiền phức ngài thanh tĩnh một điểm có thể chứ. Chương 10 Ta là cha nuôi ngươi. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Lâm ngữ kinh muốn đem thẩm quyện đầu theo trên tường cho hắn biết cái gì gọi là ba ba. Nhưng là ngẫm lại, người ta nói đến cũng không sai, liền là mở ra một cái mới mạch suy nghĩ lại thêm người này uể oải mang theo điểm câm thanh âm nói ra tương đối muốn ăn đòn. Tuyệt đối không phải cố ý nói như vậy. Không phải cái rắm. Lâm ngữ kinh nhìn xem hắn, trầm mặt hai giây nói. Thẩm đồng học, tiếp xuống chúng ta còn có hai năm đường muốn đi. Thẩm đồng học nhíu mày. Quy hiếp xã hội ca. Ngươi vẫn chưa xong không có rồi. Lâm ngữ kinh thở thật dài, quên đi, những nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng. Huống chi nàng có việc muốn nhờ. Thật xin lỗi, trên giảng đài anh ngữ lão sư ngay tại niệm một đoạn bài khóa, một bên nhớ kỹ một bên cho bọn hắn phiên dịch một lần, lâm ngữ kinh đè ép thanh âm, cái cầm đặt tại hắn bên cạnh bàn hơi thấp vừa nói, ta không nên nói ngươi là xã hội ca, ta liền theo miệng nói chuyện, không phải cố ý, hướng ngươi dân lên ta nhất chân thành ấy nấy, hy vọng ta ngồi cùng bàn có thế đại nhân có đại lượng, tha ta lần này nữ hài tử thanh âm vốn là êm tai lúc này giảm thấp xuống mang theo nhẹ nhàng tự nhiên mềm mại mèo con nâng lên móng vuốt cào đủ rồi lại ba chíp chíp một chút đạp lên ấm áp đệm thịt để lên đến chỉ còn lại có mềm nàng nói xong thẩm quyện không nói chuyện lâm ngữ kinh có chút nhịn không nổi nữa nàng cái này giết người không chớp mắt ngồi cùng bàn thật là có chút ít tâm nhãn lâm tiểu thư cũng là có chút điểm tiểu tỳ khí thiếu nữ trời hanh vật khô đại mùa hè hỏa khí tương đối tràn đầy lại thêm trong khoảng thời gian này cho tới nay khó chịu cùng hôm qua lại bị mạnh vĩ quốc làm thành như vậy nàng tâm tình vốn là phi thường hỏng bét thật cấp trên thời điểm thân cha nàng đều không quen huống chi một cái quen biết hết thảy cũng không có mấy ngày còn không tính quá quen đồng học nhiều xã hội đều vô dụng ta còn có thể dỗ dành ngươi rồi lâm ngữ kinh trợn mắt trừng một cái cánh tay cùng đầu phụ thuộc tại thẩm quyện trên bàn kia thu hồi đi không để ý hắn. Một mực kéo dài cho tới trưa. Lâm ngữ kinh chuyển trường tới, vượt ngang cơ hồ nửa cái Trung Quốc, học đồ vật cái gì hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút không đồng dạng địa phương cần phải đi thích ứng, cho nên nàng cả buổi trưa đều đang nghe giảng bài, thật cũng không cảm thấy cái gì. Bác Trung tỷ lệ lên lớp không thấp vẫn có chút độ có thể tin, mặc dù các bạn học của nàng nhìn không có mấy cái giống như là tại học tập nghe giảng bài, nhưng là lão sư giảng bài trình độ xác thực rất cao, trọng điểm cái gì cũng tóm đến rất chuẩn từng đoạn từng đoạn khóa quá khứ đến còn rất nhanh thẩm quyện cũng không phải người nói nhiều phải nói người này từ lớp anh ngữ tan học về sau vẫn đang đi ngủ hướng trên bàn một nằm sấp mặt hướng về phía tường ngủ được thiên hôn địa ám nhật nguyệt vô quan trong lúc đó tính khí nóng nảy vật lý lão sư tại toàn bộ đồng học nơm nớp lo sợ hạ ném đi hai cái phấn viết đầu đều không thể đem hắn làm tỉnh lại thẳng tới giữa trưa tan học chuông reo lên thẩm quyện mới chậm rãi đứng lên. Ngủ cho tới trưa đầu óc còn có chút chìm vào hôn mê, hắn ngồi tại chỗ chậm một hồi, nghiêng đầu đi. Bên cạnh không ai, tiểu ngồi cùng bàn đã đi, nhìn nhìn lại thời gian, 12 giờ, hẳn là đi ăn cơm. Thẩm quyện nhớ tới buổi sáng thời điểm nữ hài tử nhìn hắn chầm chầm nhìn một lúc lâu, sau đó động tác cực nhỏ nghiến nghiến răng. Thẩm quyện nhịn không được, liếm láp phát khô môi cười ra tiếng lúc này tất cả mọi người đi ăn cơm trong phòng học ngoại trừ hắn không có người khác cửa sổ mở ra bên ngoài loáng thoáng truyền đến nói đùa thanh âm thiếu niên trầm thấp khàn khàn tiếng cười khẽ tại trống rỗng trong phòng học vang lên có chút đột ngột hắn lúc ấy xác thực trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng cảm mạo phát cái đốt đem đầu óc đốt trống một nửa nhi phản ứng có chút trì độn chờ hắn kịp phản ứng lại trong lúc nhất thời không nghĩ tới muốn nói gì sau đó chỉ nghe thấy mèo con kẻo kẹt kẻo kẹt bắt đầu mài răng. Tính tình là thật lớn. Thẩm quyện nửa dựa vào tường ngáp một cái, ánh mắt rơi vào lâm ngữ kinh trên bàn hai tấm trên giấy, dừng lại. Phía trên kia líp nha líp nhít viết một đống lớn chữ, ba chữ tên người, ngổn ngang lộn xộn có lớn có nhỏ, có quy củ có rồng bay phượng múa, duy nhất điểm giống nhau liền là xấu đến không có mắt thấy. Hắn hiếp hiếp mắt, nhìn chầm chầm phía trên kia chữ phân biệt trong chốc lát, mới thẳng thẳng thân chậm rãi tiện tay rút cái vỡ kéo xuống đến một trang giấy xuống tới cầm bút lên lại dựa vào trở về vừa dứt hạ bút chỉ nghe thấy trong hành lang một trận quỷ khóc sói gào quyện bảo ngươi ở đâu quyện bảo hà tùng nam đầu từ cửa thò vào đến con mẹ nó chứ tại dưới cửa nhà ngươi chờ ngươi 10 phút gọi điện thoại cho ngươi ngươi cũng không tiếp ta còn phải bò cái bốn tầng tới tìm ngươi mệt chết ta đi ăn cơm a à, ngươi làm gì chứ thẩm quyện tân một tiếng không ngẩng đầu nắm vuốt bút viết đợi lát nữa lập tức hắn mới mở miệng hà tùng nam ngẩng người ngươi cuốn họng thế nào cảm mạo a à, phát hỏa đi hà tùng nam dựa vào khung cửa đứng đấy cúi đầu nhìn xem hắn cười đến rất không đứng đắn mỗi ngày đối của ngươi mỹ nữ chân dài ngồi cùng bàn quyện gia phát hỏa không lên lửa thẩm quyện liếc mắt nhìn hắn không nói chuyện bên trên thôi, Hà Tùng Nam còn tại tao, thích liền lên, muốn đuổi theo liền truy, không muốn lãng phí của ngươi nhan giá trị, tại ngươi triều khí phồn thịnh thanh xuân thời đại lưu lại một đoạn lãng mạn duy mỹ tình yêu cố sự, đừng chờ sau này huynh đệ nhớ lại cuộc sống cấp ba nhất lên thẩm quyện đều mẹ hắn cảm thấy là cá tính lãnh đạm. Thẩm quyện không nhìn hắn, liền phơi lấy hắn ở bên cạnh thỏa thích biểu diễn, cuối thấp đầu bá 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 viết, Hà Tùng Nam phối hợp nói một hồi không ai phản ứng, cũng liền ngậm miệng, đi theo nhìn ngược một chút trong tay hắn viết món đồ kia, vừa nhìn vừa đứt quản niệm. Đồng ý học sinh lâm ngữ kinh trọ ở trường. Gia trưởng. Hắn không có niệm xong, thẩm quyện đã viết xong, bút vừa để xuống, trong tay giấy gãy một chiếc, tiện tay kéo qua bên cạnh lâm ngữ kinh trên mặt bàn đật ở phía trên nhất một quyển sách, đem giấy kẹp tiến vào. Hà Tùng Nam thấy rất mộng bức, còn không có kịp phản ứng. Lâm ngữ kinh ai vậy? thẩm quyện không thèm để ý hắn, đem sách trả về đứng dậy, buổi sáng lúc ngủ đồng phục là hất lên, hắn đứng mang theo đồng phục cổ áo rung lên dưới, mặc lên. Hà Tùng Nam nhìn thoáng qua cái kia sách. Ngươi ngồi cùng bàn. Ân. Hà Tùng Nam một mặt không hiểu nhìn xem hắn. Không phải, quyện gia, ngài làm gì vậy? Lúc này mới hai ngày, làm sao lại cho người ta tiểu muội muội lên làm ba ba rồi? Chơi tình thú lăng thẩm quyện cười mắng hắn một câu ngươi coi ta là ngươi mười cây số bên ngoài đều có thể trông thấy bọt nước con mẹ nó ngươi mới sống đến không biên giới nhi ngươi không phải ta ngươi là lãnh cảm hà tùng nam nói hắn như thế một hồi kết hợp một chút vừa mới trên tờ giấy kia chữ nhi cũng làm minh bạch người giả mạo gia trưởng cho hắn ngồi cùng bàn viết trọ ở trường biên nhận đâu kết hợp với lần trước một cước đem hắn đạp trên đất sự tình hà tùng nam cảm thấy có chút không thể nào tiếp thu được chuyện gì xảy ra a à quyện gia thật coi trọng thẩm quyện mặc lên đồng phục áo khoác một bên hướng phòng học bên ngoài đi một bên cúi đầu kéo khóa thanh âm nhạc coi trọng cái rắm coi trọng cái rắm ngươi đuổi tới cho người làm ba ba đâu hà tùng nam cùng hắn song song xuống lầu còn có lần trước ta liền nhìn xem chân ngươi liền không vui còn đạp ta đánh ngươi huynh đệ ngươi không phải coi trọng người ta cùng cái kia không quan hệ thẩm quyện hơi ngước cổ, đưa tay ấn hai lần cuốn họng, ngươi trực câu câu nhìn chầm chầm con gái người ta chân nhìn, không cảm thấy chính mình như cái biến thái. Ta không cảm thấy, Hà Tùng Nam trả lời rất thẳng thắn, hoàn toàn không mang theo muốn mặt, lòng thích cái đẹp ngươi không có sao. Ngươi không phải cũng chầm chầm mới ngồi cùng bàn chầm chầm đến thẳng lên lửa sao, cuốn họng cho ngươi đau dạng này rồi. Lửa này đến từ từ bốc lên A. Thẩm quyện đạp hắn một cước. Hai người dưới đường đi lâu, dưới lầu đang đứng mấy cái nam sinh, cúi đầu bên cạnh chơi điện thoại vừa nói chuyện chờ lấy. Bác trung đồng phục mặc dù dáng dấp đều như thế, nhưng là mỗi cái niên cấp cũng có một chút điểm nhỏ xíu khác nhau, chủ yếu nhìn đồng phục quần ly quần cùng ống tay áo hai khối tuyến, cao tam là màu lam nhạt, cao nhị màu tím. Cao tam lầu dạy học cùng cao nhị không tại cùng một chỗ, bình thường tại sân bóng nhà ăn loại hình địa phương bên ngoài trên cơ bản không nhìn thấy, cho nên giờ này khắc này đứng tại lầu dạy học hạ mấy vị này mặc màu lam nhạc thụ gậy đại biểu cho cái này trường học học sinh bên trong người có tuổi nhất linh đoạn nhi mấy người liền lộ ra có chút dễ thấy. Cao nhị một chút mua cơm hộp trở về phòng học bên trong ăn đi ngang qua đều sẽ hơi nhìn hai mắt. Trong đó một cái chơi điện thoại di động khoảng cách dơ lên cái đầu, trông thấy ra người, đưa di động một thăm dò, bỗng nhiên đưa tay ba ba chụp hai lần. Còn lại ba người cũng ngẩng đầu lên, động tác phi thường chỉnh tề cũng đưa di động thăm dò, bốn người nghiêm tại cao nhị lầu dạy học cửa đứng thành một hàng, nhìn xem trên bậc thang người, cùng hô lên. Quyện gia giữa trưa tốt. Quyện gia vất vả. Cung nên quyện gia hồi cung. Thiếu niên thanh âm thanh thúy, khí thế bàn bạc, bay thẳng đám mây. Đi ngang qua cao nhị những người đi đường. Thẩm quyện. Thẩm quyện mặt không thay đổi đi vòng qua. Ngu xuẩn. Hà Tùng Nam cười đến eo đều không thẳng lên được, hướng hắn hô. Thế nào đại ca? Phong cách sao? Thẩm quyện quay đầu, đưa tay chỉ vào hắn. Ta cuốn họng đau, một câu nói nhảm cũng không muốn nói, ngươi đừng để ta đánh ngươi. Hà Tùng Nam hướng hắn chào một cái. Minh Bạch đại ca. Ăn cơm đi đại ca. Ăn gạo phấn sao đại ca. Bác Trung bên cạnh ăn rất nhiều, ra trường rẽ phải tiếp qua cái đường cái, một con phố khác mở tất cả đều là nhà hàng nhỏ. Bún thập cẩm cây bột gạo, nồi đất tấm mặt đồ nướng, còn có xào rau cái gì, đầy đủ mọi thứ, nên có tất cả đều có, trước nhất đầu còn có nhà tiệm lẩu. Lâm Ngữ Kinh không có người quen biết, một người đến, chọn lấy nhà nồi đất bột gạo, đi vào phát hiện cũng không rảnh bàn, liền nhất nơi hẻo lánh một cái tiểu cô nương bên cạnh còn có chỗ trống. Lâm Ngữ Kinh đi qua, hỏi nàng một tiếng. Đồng học, bên cạnh ngươi có ai không? Tiểu cô nương chính cúi đầu an tĩnh ăn gạo phấn, thanh âm bỗng nhiên vang lên, nàng giật nảy mình, vội vàng ngẩng đầu đến, vội vàng lắc đầu. Mắt to trừng mắt, trong mồm còn cắn bột gạo, phình lên, nói không ra lời. Thật đáng yêu một cái tiểu cô nương, con mắt rất sáng, làn da hơi có chút hắt, mặt tròn trịa, giống một đoàn, sô-cô-la kẹo đường lâm ngữ kinh cảm thấy mình phiền não không biết bao lâu tâm tình hơi được chữa trị một chút như vậy nàng tại bên cạnh nàng ngồi xuống điểm một phần bột gạo bắt đầu nghĩ mạnh vĩ quốc chuyện này đến cùng giải quyết như thế nào nàng là nói cái gì đều không nghĩ tại cái kia trong nhà ở lại nhưng là nghĩ lại ngẫm lại coi như nàng làm đến giả biên nhận chờ mạnh vĩ quốc trở về cũng tránh không được dừng lại ồn ào cái kia nàng tạo nên nhiều năm thanh tâm quả dục bé ngoan hình tượng chẳng phải tan vỡ lâm ngữ kinh đã hoàn toàn quên đi nàng đêm qua mắng to các ngươi ở rễ phượng hoàng nam chuyện này trường học bên cạnh nhà hàng mang thức ăn lên tốc độ đều thật mau bột gạo loại này thì càng nhanh không đầy một lát liền lên tới lâm ngữ kinh lấy lại tinh thần cúi đầu đối trước mặt nồi đất gạo tóc hồng năm giây ngốc mới ý thức tới không có đũa nàng ngẩng đầu nhìn một vòng trông thấy đặt ở cái bàn bên trong dựa vào tường bên kia đũa hộp vừa mới chuẩn bị đưa tay tới cầm xuất hiện trước mặt một đôi đũa còn có một con thịt thịt, có chút đen tay nhỏ. Lâm Ngữ Kinh nghiêng đầu, sô cô la tiểu kẹo đường cầm đôi đũa đưa tới trước mặt nàng, nhìn có chút ngượng ngùng, hướng nàng trừng mắt nhìn. Lâm Ngữ Kinh nhận lấy, một giọng nói cảm ơn. Tiểu kẹo đường. Không. Không cần. Nàng thanh âm rất nhỏ, tại ồn ào trong tiểu điếm cơ hồ nghe không được, hay là bởi vì An Vị ở bên cạnh, Lâm Ngữ Kinh mới nghe thấy. Muốn, muốn dấm à? Tiểu kẹo đường rất nhỏ giọng, lắp bắp nói. Lâm ngữ kinh kịp phản ứng là nói với nàng, lắc đầu. Không cần, cảm ơn. Không, không có. Nàng liền không có việc gì đều không nói ra. Đây cũng quá khẩn trương. Lâm ngữ kinh lớn một trương người vật vô hại không dính nồi mặt, chính nàng vô cùng rõ ràng, nhìn hẳn là rất dễ thân cận người tốt, không rõ vì sao cô nương này sợ hãi mà nói đều nói không lưu loát tiểu kẹo đường không có lại nói tiếp, hai người cứ như vậy an tĩnh ăn mấy phút, Lâm Ngữ Kinh lấy điện thoại cầm tay ra đến, mở máy. Từ hôm qua buổi tối đến bây giờ, điện thoại di động của nàng một mực giam giữ. Quả nhiên, vừa khởi động máy tin nhắn uy chắc liền từng đầu ra bên ngoài nhảy, Mạnh Vĩ Quốc danh tự chiếm tràn đầy một màn hình. Mạnh Vĩ Quốc? Ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi cho ta lặp lại lần nữa. Mạnh Vĩ Quốc? Lâm ngữ kinh, ngươi bây giờ là thật cánh cứng cáp rồi. Mạnh vĩ quốc. Ta đối với ngươi không tốt. Ta tạo điều kiện cho ngươi ăn, tạo điều kiện cho ngươi uống, cho ngươi đưa đến trường tốt. Mẹ ngươi không muốn ngươi, là ta nuôi ngươi. Cùng cục, một tiếng, lâm ngữ kinh mặt không biểu tình đưa di động khóa. Màn hình một nháy mắt khôi phục một mảnh hắc, Thế giới rốt cục an tĩnh. Nàng đưa di động phóng tới bên cạnh bàn, tiếp tục ăn bột gạo. Vừa mới một ngụm cá viên cửa tiệm truyền đến một trận vui cười âm thanh mấy nữ sinh đi tới phía trước nhất cái kia hô một tiếng không có bàn a hết rồi loại kia một hồi đi ta hôm nay liền muốn ăn gạo phấn a chờ cái mấy cái phiền đều phiền chết ai đây không phải có phòng trống đưa sao kéo cái ghế tới liều một phen chứ sao bên cạnh tiểu kẹo đường rõ ràng cứng ngắc lại một chút lâm ngữ kinh nghiêng đầu trông thấy nàng cúi thấp đầu lông mi thật dài bao trùm xuống tới run rẩy. Toàn bộ trong tiểu điếm chỉ còn lại các nàng bàn này còn có chỗ trống đưa, bốn người vị bàn dài, lâm ngữ kinh cùng tiểu kẹo đường ngồi ở một bên nhi, đối diện vốn là con người, vừa mới đã ăn xong, lúc này trống không. Bên ngoài mấy nữ sinh thương lượng hai câu, đi đến, sau đó không biết ai bỗng nhiên cười một tiếng. Đây không phải chúng ta ý tỷ sao. Một cái tay đặt tại lâm ngữ kinh các nàng bàn kia bên cạnh bàn bên trên, rất sạch sẽ xinh đẹp ngón tay, trên cổ tay mang theo cái kiểu dáng đơn giản đỏ dây thừng. Chúng ta ý tỷ cũng tới ăn gạo phấn. Vậy liền liều cái bàn đi. Liền là cái này âm điệu nghe làm cho người ta chán ghét. Mấy nữ sinh trực tiếp tại đối diện ngồi xuống, ba người, còn có một cái kéo đem ghế tới, ngồi tại lâm ngữ kinh bên cạnh, ghi món ăn xong về sau liền bên cạnh nói chuyện phím vừa chờ, cười đến rất lớn tiếng, có chút ồn ào, còn chói tai cực kỳ. Lâm ngữ kinh thở dài, tăng nhanh một điểm tốc độ, nghĩ nhanh lên ăn xong xong trở về. Không có mấy phút, ba cái kia tiểu cô nương ánh mắt nhất chuyển, rơi vào lâm ngữ kinh bên này nhi, nhìn xem bên cạnh nàng tiểu kẹo đường. Ý tỷ, bột gạo ăn ngon không? Tiểu kẹo đường không nói chuyện, lâm ngữ kinh nghiêng đầu, trông thấy nàng nắm vuốt đũa tay run run. Ai, ý tỷ, đồng học nói chuyện với ngươi đâu, ngươi tại sao không nói chuyện a? À? ngươi đối đồng học hữu hảo một điểm chứ sao? Trước đó mang đỏ dây thừng cái cô nương kia nở nụ cười. Để nàng nói cái gì a? À? một người cà lăm Tiểu kẹo đường trầm thấp cuối thấp đầu, động cũng không động, nhìn không thấy biểu lộ. Ý tỷ, làm sao như thế buồn bực đâu, ngươi nói một câu thôi, nói một câu cho chúng ta nghe một chút, không có lễ phép đâu. Liền thích nghe ngươi nói chuyện, một cô gái khác bóp lấy cuốn họng học, ngươi ngươi các ngươi chán ghét còn còn trả lại cho ta. Nàng thanh âm rất lớn, nói xong trong tiểu điếm người đều nhìn qua, ba người bộc phát ra một trận tiếng cười nhạo chói tài. Lâm ngữ kinh cảm giác được, bên người nữ hài tử liền thân thể đều đang run. Lâm ngữ kinh nhắm lại mắt. Lúc này đỏ dây thường các nàng bột gạo cũng khá, lão bản nương kẹp lấy ba cái tiểu nồi đất tới, đặt ở các nàng bàn này bên trên. Mấy người vừa cười cầm đũa, lại đi lấy giấm, ngược lại xong về sau đỏ dây thường bỗng nhiên tài một tiếng, ý tỷ, ngươi ăn gạo phấn không thả giấm sao? Ta cho ngươi thả A, à, những này đủ sao? Không đủ lại đến một chút. Nữ hài cầm giấm bình bàn tay tới, trực tiếp đem cái nắp vặn ra, rầm rầm rồng rã một bình giấm toàn rót vào tiểu kẹo đường cái kia tiểu nồi đất bên trong. Nồng đậm vị chua tràn ngập trong không khí ra. Đối diện ba nữ hài lại bắt đầu cười, trong đó một cái cười đến không được, Ba ba vỗ bàn, trong tiểu điếm nhìn chất lượng liền không thế nào tốt cái bàn nhỏ bởi vì động tác của nàng rất nguy hiểm lung lay. "Không phải, Lý Thi Kỳ ngươi quá mức a, à, làm sao khi dễ người đâu?" "Ta chỗ nào khi dễ nàng?" Đỏ dây thường cười nói, "Ta không quan tâm sao." Tiểu Kẹo đường một tiếng đều không có lên tiếng, trầm thấp cúi đầu, bả vai lắc một cái lắc một cái. Lâm Ngữ Kinh nghe thấy được một tiếng rất nhẹ rất nhỏ, yếu ớt hút cái mũi thanh âm lạch cạch một tiếng, trong đầu căng thẳng không biết bao nhiêu ngày thần kinh đi theo một tiếng này cùng nhau đoạn mất. Giống như là một mực lắc a lắc chai cốc, bên trong khí nhi kìm nén đến tràn đầy, nắp bình rốt cục không chịu nổi trọng áp, ba một tiếng bị toát ra đi. Thật sự là ngày, ở đâu đều có thể gặp được ngu xuẩn. Lâm ngữ kinh đẩy ra trước mặt nồi đất, ngẩng đầu lên, đổ hướng trên bàn một ném, một tiếng vang giòn. Ba nữ sinh an tĩnh một chút, đỏ dây thường cầm giấm bình tay còn treo tại tiểu kẹo đường nồi đất phía trên, quay đầu nhìn qua. Lâm ngữ kinh liếm môi một cái, nhìn xem nàng. Ngươi thiếu thông minh sao? Nữ sinh kia ngây ngẩn cả người. Cái gì? Trong cửa hàng rất yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn xem động tĩnh bên này. Cái gì cái gì, ta nói cái gì ngươi nghe không được. Ngươi có phải hay không không chỉ thiếu thông minh ngươi còn biết, lâm ngữ kinh hiện tại toàn thân đều bốc lửa nhi, ngữ khí rất xong mỗi một chữ đều lộ ra bực bội cùng không kiên nhẫn bức 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 ép phiền chết ăn ngăn không nổi miệng của ngươi ta thao nữ sinh kia khí cười không phải chúng ta nói chuyện liên quan gì đến ngươi a à, ngươi là ai a à, ngươi ta ai lâm ngữ kinh nheo lại mắt ta là cha nuôi ngươi hoặc là câm miệng ngươi lại yên tĩnh ăn đã ăn xong lăng hoặc là cha nuôi liền thay ngươi ba ba dạy dỗ ngươi cái gì gọi là lễ phép cùng tố chất Tác giả có lời muốn nói. Lâm Ngữ Kinh, ta tính tính tốt đi. Ta không nghĩ tới ta hôm nay sẽ viết nhiều như vậy, càng chậm, đối tám lên ô ô, hai tay nâng bên trên đại mập chương